Y Đạo Quan Đồ, Trương Nhất Trâm Trương 1511, sóng lên sóng xuống 4 Mấy gã cảnh sát cởi áo ra, hai người trong đó trên người đều có vết bầm tím, Trương Dương nói Cao Liêm Minh cũng hoàn thủ, đáng tiếc không đánh được vào mặt các anh, bây giờ còn thích chống chế với tôi nữa không? Mấy gã cảnh sát đều cúi đầu xuống, một người trong đó kêu lên, bí thư Trương, chuyện này không liên quan tới tôi, tôi chỉ đứng ở trong phòng cảnh vụ nhìn thôi. Câu này đã bán đứng tất cả những người khác, chứng minh chuyện đánh cao liêm minh là năm người khác kết phường kết hội làm. Không ai ngờ được rằng vụ án không đầu mối này lại để trương đại quan nhân vừa ra tay đã phá được. Cao liêm minh vừa nghe thấy là đám đồng sự đánh mình, tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng mặt, dứng lên định sông lên liều mạng, nhưng bị trình diễm đông ngăn lại. Cảnh tiểu giang thấy vụ án này đã được phá, là đấu tranh nội bộ cảnh sát, không liên quan tới thị trường giao dịch giao dịch của bọn họ, nghĩ thầm giờ thì hay rồi, không phải ngừng kinh doanh chỉnh đốn rồi. Nhưng không ngờ Trương Đại Quan Nhân lại bình thản nói, ngay cả cảnh sát cũng tham gia vào sự kiện bạo lực này, đủ để chứng minh hoàn cảnh trị an của thị trường giao dịch ô tô rất hỗn loạn, nhất định phải chỉnh đốn, chỉnh đốn nghiêm túc. Trương Đại Quan Nhân nói xong thì xoay người rời đi, hứa xong kỳ tuy rằng chướng mắt với sự ngông nghênh của hắn, nhưng cũng không thể không bội phục năng lực phán án của hắn. Trình Diễm Đông theo Trương Dương đi ra, Nói khẽ, "Bí thư Trương, anh sao có thể kết luận là người bên trong cảnh sát làm?" Trương Dương nói, "Còn phải hỏi nữa à? Cao Liêm Minh ở thị trường giao dịch ô tô chỉ là một dân cảnh nhỏ, lại không đắc tội với nghiệp chủ, với cái miệng của hắn, khả năng đắc tội với đồng sự thì lớn hơn một chút, tôi thấy vẫn có thể là bởi vì sự tồn tại của hắn đã ngăn cản đường tài lộ của người khác." Trình Diễm Đông nói, "Chỉ bằng vào suy đoán mà có thể kết luận chuyện này ư?" Trương Dương nói, sau khi một người phát lực thì da thịt trên nắm tay sẽ sẽ phát sinh biến hóa, loại biến hóa này trong khoảng thời gian ngắn không khôi phục được, không quan sát cẩn thận thì cũng sẽ không phát hiện, tôi luyện công từ nhỏ, đối với loại chuyện này thì mẫn cảm hơn các anh nhiều. Trình Diễm Đông cảm thán nói, Bí thư Trương, anh nếu làm cảnh sát thì tất cả chúng tôi sẽ mất chén cơm. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, tôi không cướp bát cơm của các anh đâu hắn nhìn nhìn biển của thị trường giao dịch ô tô, mượn cơ hội này tra cho kỹ vào, xe tư của Bắc Cảng tràn lan, đa số đều là được tuồn ra từ nơi này, dưới sự quản lý của tôi không cho phép xuất hiện chỗ tảng ô nạp cấu. Trình Diễm Đông gật đầu nói, anh yên tâm đi. Audio điện tử võ tấn bền Hứa song kỳ và Trương Dương ngồi xe về trung tâm hành chính, trên mặt y không hề có vẻ tươi cười, y cho rằng Trương Dương lại lợi dụng mình, ở trước mặt mọi người, biểu hiện của Trương Dương càng cường thế thì càng làm mình lu mờ. Trương Dương có thể đoán được tâm tư hiện tại của hứa song kỳ, hắn mỉm cười nói, lão hứa à, anh có ý kiến gì về việc tôi chỉnh đốn thị trường giao dịch ô tô? Hứa song kỳ nói, ý kiến thì không dám nói, tôi chỉ thấy như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với sự phát triển kinh tế của Tân Hải. Trương Dương nói, thị trường giao dịch ô tô đầy dãy xe đen, anh có từng nghe nói chưa? Hứa song kỳ nói, đại đa số vẫn không có vấn đề gì, thật ra nơi nào có cảng thì đều tồn tại vấn đề này. Một miếng bánh ngọt, có thể bên trên sẽ bị ruồi bỏ bâu lấy mỗi con cắn một miếng, nhưng có như vậy thì chúng ta cũng không thể nào ném cả miếng bánh đi được. Trương Dương nói, lão hứa à, lòng giả dạ của anh đúng là không nhỏ, có điều chúng ta nên khoang nhượng thì sẽ hết con này tới con khác tới. Con người tôi rất đặc biệt, thờ phụng một câu, đó là thả ít mà tốt còn hơn. Hứa song kỳ nói, bệnh nhân cần uống thuốc, nhưng một liều thuốc mạnh không những không trị hết được bệnh, người lại sẽ càng làm bệnh tình nặng hơn. Trương Dương mỉm cười nói, lão hứa à, chỉ sợ là anh không biết đấy thôi, tôi chính là một bác sĩ giỏi. Hứa song kỳ mỉm cười nửa tin nửa ngờ. Trương đại quan nhân mắng thầm trong lòng, con mẹ nó, vì sao khi mau lão tử nói thật thì chẳng có ai tin nhỉ. Hứa song kỳ biết Trương Dương lần này nhất định muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, đối với việc này y cũng cảm thấy bất lực, thời gian Trương Dương tới tuy rằng không lâu, nhưng hứa song kỳ đã hiểu ít nhiều tính tình của hắn, thằng ôn này đã nhận định chuyện gì thì sẽ kiên trì tới cùng. Ngày Trình Nhuận sinh tới Tân Hải trời đổ mưa to, Trương Dương thân là bí thư Tân Hải tự mình tới nhà ga Bắc Cảng đón ông ta, cùng đi với Trình Nhuận sinh còn có con gái của ông ta, Trình Mẫn, Trình Mẫn nói rất nhiều, trên xe cứ luôn miệng oán thời tiết Bắc Cảng. Trương Dương tự mình lái xe, Thường Hải Tâm ngồi ở ghế phụ, hai người nghe Trình Mẫn lại nhảy thì không khỏi lộ ra một tia cười khổ, cũng may tâm tình của Trình Nhuận Sinh không hề bị ảnh hưởng. Trình Mẫn nói, Bí Thư Trương, chúng tôi tối nay ở đâu? Trương Dương nói, về Tân Hải, tôi đã an bài để hai người tới nhà tôi ở. Phòng ở của Hải Dương Hoa Viên của Trương Đại Quan Nhân siêu lớn, bỏ không cũng nhiều, vốn thường Hải Tâm chuẩn bị an bài cho cha con Trình Nhuận Sinh tới nhà khách huyền ủy ở, nhưng Trương Dương lo bên kia điều kiện đơn sơ, làm khổ vị giáo thụ khó khăn lắm mới mời tới được này. Trình Nhuận Sinh cười nói, tùy tiện an bài một chỗ ở là được rồi, tới nhà cậu thì rất phiền. Trương Dương nói, một mình tôi ở cả căn nhà lớn, giáo thụ trình tới thì càng náo nhiệt, còn nữa, tôi đã cho người chuẩn bị cần câu rồi, đợi hôm nào thời tiết đẹp tôi đưa ngài đi câu cá. Trương Đại Quan Nhân nói như vậy là để lấy lòng. Trình Nhuận Sinh cười ha ha, nói, được. Trình Mẫn thì nói, với cái thời tiết này ở chỗ bọn anh, không khéo mấy ngày cũng vẫn mưa. Trương Dương phát hiện Trình Mẫn này là tiểu oán, hình như đối với tất cả đều bất mãn, không ngừng lại nhảy. Về sau Trương Dương mới biết được, Trình Mẫn trước đây từng thích Thường Hải Long, có điều Thường Hải Long lại phớt lờ cô ta, cho nên hai người hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, cuối cùng không thể trở thành tình lữ. Có lẽ là vì trên tình cảm không được như ý, cho nên tính tình của Trình Mẫn trở nên có chút cổ quái đoàn đường thành phố huyện từ bắc cảng đến tân hải vô cùng lầy lội chủ yếu là cảng phước long tân hải xe vận tải chở hàng đi lại liên tục khiến đường bị tổn hại nghiêm trọng trình mẫn lại oán thán một hồi trình nhuận sinh nói trương dương con đường này nên sửa lại trương dương nói đã báo cho thị lý rồi con đường này xây xong rồi ngoài ra còn sâu một đường cao tốc từ thành phố tới huyện tranh thủ đầu năm sau sẽ hoàn thành toàn bộ trình nhuận sinh nói để thăng hình tượng thành thị trước đi đã Trương Dương gật đầu. Khi đi qua trạm thu phí Tân Hải, nhìn thấy trạm thu phí đã được dỡ bỏ, Trương Đại Quan Nhân có chút hài lòng, có điều phía trước bởi vì có hai chiếc xe vận tải va chạm nên thành tắc đường, phải đi vòng qua đường nhỏ. Tính năng việt giã của xe Trương Dương rất mạnh, đương nhiên không sợ đường nhỏ lầy lội nhưng nhưng khi đi vòng qua thôn tưởng, lại thấy ở đường nhỏ phía trước có người vây lấy bố trí chướng ngại vật, cái gọi là chướng ngại vật chính là một gốc cây nhỏ, xe cứ đi tới thì họ ngả cây xuống, sau khi lái xe đưa tiền thì họ cho qua. Trương Đại quan nhân bực lắm, mình sau khi thượng nhiệm đã bỏ toàn bộ tất cả trạm thu phí Tân Hải không ngờ không ngờ ở đây còn có một cái, có điều đây là không chính thức. Ba hán tử mặc đang thu phí một cách rất chuyên nghiệp. Khi đến phiên xe Trương Dương đi qua, một hán tử mặt đen trong số đó giơ tay ra, 5 đồng. Trương Dương cũng không phải tiếc 5 đồng, chỉ thấy việc này quá vô lý, hắn nhìn thằng ôn đó một cái, trạm thu phí đều bị bỏ rồi ai cho anh ở đây thu tiền. Hắn tử mặt đen mắng, con mẹ nó, nếu không phải chạm thu phí bị bỏ thì bọn tao có cần phải đội mưa đứng đây thu tiền không? Chạm thu phí xã này tồn tại đã lâu rồi, trước đây xe để tránh chạm thu phí đều đi vòng qua đây, nhà nước thu 10 đồng thì họ thu 2 đồng, mỗi ngày cũng kiếm được một khoản không nhỏ, nhưng từ sau khi chạm thu phí dỡ bỏ, chạm thu phí của họ tất nhiên là không có ai ghé qua, hôm nay nghe nói có tắc đường, cho nên mấy người này vội vàng tới đây kiếm tiền, thu phí cũng từ 2 đồng lên 5 đồng. Trương Dương nói, ai cho các anh phí ở đây? Hắn tử mặt đen chừng mắt lườm hắn một cái, mày là ai? Hắn nhìn nhìn biển số xe của Trương Dương, nông dân không có kiến thức gì cả, cho rằng chỉ là biển số xe ngoài huyện. Hắn tử mặt đen nhỏ đầm vào xe, một xe ngoài huyện mà dám khệnh ở đất Tân Hải à, muốn ăn đòn phải không? Xe ngoài huyện thì 10 đồng. Trình Mẫn ngồi sau bật cười, cô ta hiện tại coi Trương Dương là trò cười rồi. Trương đại quan nhân trước giờ luôn là người ưa sĩ diệt, trước mặt khách quý, lại ở một mẫu ba phân đất của mình không ngờ lại bị mất người nhà quê bắt nạt, điều này khiến cho hắn mất hết cả mặt mũi. Nếu là bình thường thì Trương Dương cũng đi so đo với đám nhà quê này, hắn lạnh lùng nói với hắn tử mặt đen đó, mau tránh ra cho tôi, tôi là nhân viên công tác chính phủ, gây trở ngại công vụ là anh phải chịu trách nhiệm đó. Tao nhổ vào, nhân viên công tác chính phủ cái đéo gì, mày cho dù là bí thư huyện ủy đi qua thôn tao cũng phải trả tiền. Trường 1512, khách quý lần lượt tới một Thường Hải Tâm lấy ví ra, thật sự là không đáng chấp nhặt với đám người này, nhưng cô ta chưa kịp lấy ra tiền thì một người trong đó đã cầm tua vít đâm vào lối xe trước, phù một tiếng, lốp xe xì hơi. Hán tử mặt đen đó diếu võ dương oai nói, lốp xe của mày thủng rồi, thay lốp 500, gọi cứu hộ 1000. Trình Nhuận sinh tính tình ngay thẳng, mặc dù ở là ngồi ở ghế sau nhưng cũng đã nghe rõ từ đầu đến cuối, tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, ông ta lớn tiếng nói, Trương Dương, một xu cũng không đưa cho chúng, đây toàn là loại người nào vậy, căn bản chính là cường đạo. Trương Đại quan nhân tức lắm rồi, mở cửa xe bước xuống, Thường Hải Tâm kéo tay hắn lại bí thư Trương, tôi thấy hay là báo cảnh sát đi. Trương Dương nói, cô báo cảnh sát đi, tôi đi dạy cái đám đuôi mù này một bài học. Trương đại quan nhân cảm thấy mặt mũi mình bị mất hết rồi, hiện tại đang trong cơn tức, không cho mấy tên này một bài học thì chúng không biết sự lợi hại của mình. Hán tử mặt đen ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Trương Dương. Trương Dương vừa xuống xe, vù một cái đã có thêm hai hán tử vây hắn lại, hán tử mặt đen ỉ vào người đông thế mạnh, duỗi tay đẩy vào vai Trương Dương một cái, Trương đại quan nhân ra tay nhanh như chớp, tóm lấy cổ tay của hắn, thuận thế kéo một cái, dầm, kéo cho người hắn đập vào xe, sau đó thì tát cho hắn một cái vẫn nổ quát trong mắt anh còn có vương pháp không hai người còn lại nhìn thấy trương dương vừa ra tay đã đánh ngã đồng bạn của mình một tên cầm tua vít một tên nhặt gạch mắt hổ của trương đại quan nhân trợn lên khiến cho hai người kia nhìn mà run rẩy hai người quay đầu chạy về thôn hiển nhiên là đi gọi hội trương đại quan nhân cũng không sợ bọn họ báo tin đám thôn dân trong thôn còn chưa đến thì cảnh sát địa phương đã đến đồn trưởng biết vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi này thấy mấy thôn dân đuôi mù dám và chạm với đại giá của bí thư huyện ủy, trong lòng thầm kêu suối quẩy, bọn họ lúc này liền còng tên hán tử mặt đen lại. Lúc này trong thôn có mấy chục người chạy tới, dẫn đầu là bí thư thôn ủy Hạ Khánh Thung, phàm là cán bộ nhỏ nào cũng chú ý tới tin tức của huyện mình, bộ dạng của bí thư huyện ủy hắn cũng biết, biết thôn dân chặn đường thu phí đúng trương dương, Khánh Thung sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, trên trán cũng không rõ là mồ hôi hay mưa. Hắn chạy đến bên cạnh Trương Dương liên tục xin lỗi, trương dương chỉ vào cái cành cây nhỏ vắt ngang đường đó đây là anh bảo họ làm vậy ư hạ khánh thung nói dạ không chuyện này không liên quan tới tôi tất cả là trách nhiệm của bọn họ trương dương nói chức quan của anh không lớn nhưng bản sự trốn tránh trách nhiệm thì không nhỏ tí nào anh là bí thư thôn ủy nơi này nơi này xảy ra chuyện thì do anh phụ trách huyền lý để đề thăng hình tượng cười đón tân khách bát phương đem dỡ hết tất cả trạm thu phí các anh không ngờ ở đây mở một trạm thu phí tư gan lớn quá đấy. Hạ Khánh Thung nói, "Bí thư Trương, tôi thật sự không biết bọn họ dám làm như vậy, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý bọn họ, nên bắt thì bắt, nên phạt thì phạt." Trương Dương nói, "Không ngờ chuyện này lại không liên quan gì tới anh, làm quan tới loại cảnh giới như anh đúng là không tồi." Hạ Khánh Thung thành khẩn kiểm điểm, "Tôi cũng có sai, tôi nên gánh trách nhiệm của lãnh đạo." Lốp xe ô tô của Trương Dương đã bảo đồn trưởng công an tự mình vá. Trương Dương xua tay nói anh đừng làm nữa. Ngày mai tự mình tới xã xin từ trước đi. Trương Đại Quan Nhân nói xong ngồi vào ô tô, trải qua một phen dây dưa, quần áo trên người hắn đã ướt rồi. Nhưng vào rồi thì lại phát hiện Trình Nhuận Sinh không ở bên trong xe, thường Hải tâm chỉ chỉ về phía trước, liền thấy Trình Nhuận Sinh tay cầm ô, đứng ở phía trước khoảng trăm mét, đang xem xét một một gốc cây bạch quả. Trương Dương chậm rãi lái xe tới, dừng lại bên cạnh Trình Nhuận Sinh, Trình Nhuận Sinh đi vòng quanh cây bạch quả, rồi mở cửa xe tiến vào, hỏi, nơi này trước đây là một tòa miếu đúng không? Trương Dương đối với chuyện của địa phương thì cũng không rõ lắm, Trình Nhuận Sinh nói, trong khoảng thời gian này đã đọc huyện trí của các anh, từ trong đó tra được Tây Nam Tân Hải từng có một tòa phổ vân tự, xây từ thời Bắc Ngụy, phía trước chùa trồng ba cây bạch quả, tôi đã tìm được hai cây, còn một gốc thì chết héo, đúng như miêu tả trong huyện trí. Trương Dương hạ cửa kính xe xuống, nhìn thấy hạ khánh thung ở xa xa vẫn đứng ngây ra trong mưa thằng ôn rõ ràng là bị chuyện thình lình xảy ra đả kích cho ngây ra rồi trương dương vẫy vẫy tay với hắn ý bảo hắn tới đây hạ khánh thung đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại vẻ mặt uể oải đi tới cạnh xe trên người hắn đã ướt sũng nhìn quả thực cũng đáng thương hắn đầy tội nghiệp nói bí thư trương có chỉ thị gì trương dương nói nơi này trước đây là phổ vân tự phải không hạ khánh thung nói đúng vậy nhưng vào những năm 70 bị người ta đốt rồi, chuyện cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Hạ Khánh Thung không nói thật, lúc trước khi thiêu phổ vân tự, hắn cũng là một gã thanh niên tham dự vào trong đó, có điều hiện tại nhìn lại thì hiển nhiên không phải là lịch sử quang vinh gì, cho nên Hạ Khánh Thung cũng ngại chẳng dám nói. Hạ Khánh Thung nói, Bí Thư Trương, ngài nếu thực sự muốn biết chuyện về phương diện này, tôi sẽ gọi cha tôi tới, ông ta ấy biết chuyện của phổ vân tự rất rõ. Trương Dương gật đầu, quay sang Trình Nhuận Sinh, Trình Nhuận Sinh cũng muốn điều tra rõ một phen, có điều con gái Trình Mẫn thì đã mất kiên nhẫn, ông ta đành phải nói, để hôm khác rồi tính. Khi Trương Dương chuẩn bị rời đi thì Hạ Khánh Thung lấy hết súng khí hỏi, bí thư Trương, tôi thực sự phải từ chức ư. Trương Dương tức giận nói, anh trước tiên kiểm điểm lại đi, hủy bỏ trạm thu phí này, phải sửa lại đường, vấn đề của anh thì khi tôi về sẽ xử lý lại. Hạ Khánh Thung nghe vậy thì mừng rơn, lúc này đúng là vui buồn lẫn lộn, Bí Thư Trương đã cho mình cơ hội rồi, hắn liên tục gật đầu, Bí Thư Trương yên tâm, tôi nhất định sẽ kiểm điểm, nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo đối với tôi. Trương Dương chán chẳng buồn nghe, đạp ga đi về phía thị trấn xã. Trương Dương trở lại Hải Dương Hoa Viên, nhìn thấy cảnh Minh Minh và Lâm học tính đều đã ở đó, nghĩ tới chuyện ăn ở của Trình Nhuận Sinh trong những ngày ở Tân Hải đều cần người chiếu cố. Trương Dương bảo chủ nhiệm văn phòng huyền ủy Hồng Trường Thanh mời hai cô tới, Chu Sơn Hổ cũng tới, hắn phụ trách đi cùng Trình Nhuận Sinh, để ông ta đi lại thuận tiện hơn. Có điều Trương Dương không ngờ là Cao Liêm Minh cũng có mặt, trên mặt thằng ôn này đã đỡ bầm tím, có điều bộ dạng thoạt nhìn vẫn rất buồn cười, mới mua kính cận mới, gọn vàng, Trương Dương bảo Lâm học tính dẫn cha con Trình Nhuận Sinh vào phòng của bọn họ, mình thì ngồi xuống sofa, nhìn Cao Liêm Minh rồi nói anh tới chỗ tôi làm gì. Cao Liêm Minh nói tôi muốn nói chuyện công tác với anh trương dương gật đầu nói nói đi cao liêm minh nói trình cục tìm tôi nói chuyện hắn muốn điều tôi tới cơ quan công tác trương dương nói anh nghĩ sao cao liêm minh nói tôi không muốn đi đám đó hạ độc thủ đối với tôi mục đích là muốn đuổi tôi đi tôi nếu đi rồi chẳng phải là làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ ư trương dương cười nói cho anh tới chợ ô tô không phải là thực sự muốn anh làm dân cảnh ở đó chính là muốn để anh rèn luyện còn nghề chính của anh là luật sư." Cao Liêm Minh nói, "Nếu ngay cả là một gã dân cảnh nhỏ mà tôi cũng không làm được thì sao có thể làm được luật sư?" Những lời này của Cao Liêm Minh khiến Trương Dương phải nhìn gã với ánh mắt khác. Trương Dương nói, "Vậy anh làm tiếp đi, thị trường giao dịch ô tô là địa phương ngư long hỗn tạp, tôi bước tiếp theo sẽ trọng điểm sửa trị nơi đó, anh ở lại đó công tác, vừa hay phối hợp với tôi, có điều, công tác khá là mạo hiểm đấy." cao liêm minh sờ sờ hai gò má vẫn còn đau của mình tôi thường phải trải qua mạo hiểm rồi trương dương nói chỉ mới là bắt đầu thôi anh về sau làm việc phải thông minh hơn một chút chuyện như vậy đừng để xảy ra n cao liêm minh nói anh dạy tôi chút công phu đi lần sau có kẻ đánh lén tôi tôi sẽ đánh hắn trương dương cười nói được anh trước tiên dập đầu gọi tôi là sư phụ đi giờ là thời nào rồi tôi không có hứng thú Cao Liêm Minh không dễ dàng quỳ xuống khấu đầu với người ta, tuy rằng gã rất muốn học chút công phu. Trình Mẫn tắm rửa xong thì mặc váy bỏ đi xuống, cô ta xinh xắn lanh lợi, Cao Liêm Minh nhìn thấy cô ta thì bị hấp dẫn, chủ động vươn tay ra, "Chào cô, cô là con gái của giáo thụ Trình phải không? Tôi tên là Cao Liêm Minh, là bạn tốt của Trương Dương." Trình Mẫn liếc xuống, căn bản không thèm nhìn Cao Liêm Minh, nhãn giới của cô ta cũng không thấp, hiển nhiên không để tên mặt mũi bầm dập này vào trong mắt đi đến trước mặt Trương Dương rồi ngồi xuống, bí thư Trương, anh hủ bại thật, một mình ở trong một căn phòng lớn như vậy, bí thư huyện ủy mà cấp bậc so với lãnh đạo Trung ương còn cao hơn. Trương Dương nghĩ thầm trình mẫn này đúng là miệng thối, nếu không phải nể mặt giáo thụ trình, mình chẳng thèm quan tâm tới cô ta, hắn cười nói, nhà là của huyền lý, cũng không phải là của cá nhân tôi. Trình mẫn nói, anh cũng ở đây à? Trường 1513, khách quý lần lượt tới khai. Trương Dương nói, nếu thấy không tiện thì tôi sẽ tới huyền lý ở. Trình Mẫn cười nói, tôi cũng không phải là có ý đuổi anh, chỉ là thấy mọi người ở cùng một chỗ thì không tiện. Trương Dương cười nói, không sao, là khách quý mà tôi khó khăn lắm mới mời đến được, tôi nhất định phải để cho các vị được hài lòng. Trình Mẫn nói, cha tôi định dành thời gian 3 ngày tiến hành khảo sát toàn diện Tân Hải, anh có thể cùng đi toàn bộ hành trình không? Cao Liêm Minh dướn tới, bí thư trương ngày bận trăm việc, toàn bộ chuyện của Tân Hải anh ta đều phải quản, anh ta không có nhiều thời gian như vậy đâu, nhưng tôi có, tôi đi cùng. Trương Dương mừng thầm trong lòng, thằng cha cao liêm minh này là hạng háu gái điển hình, trên tình trường cơ hồ là cứ chiến là bại, thời gian trước bởi vì chuyện của hứa Di mà thương tâm bỏ đi xa, tới hương giang liệu thương, hiện tại xem ra đã khôi phục lại rồi, vừa thấy trình mẫn đã đại hiến ân cần. Trương Dương cũng thuận nước song thuyền, liêm minh à, vậy mấy ngày nay anh cùng giáo thụ trình đi khảo sát Tân Hải một chút nhé. Cao Liêm Minh nói, Bí Thư Trương yên tâm, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đoạn thời gian này đối với Trương Dương mà nói là khách quý lần lượt tới, bạn cũ cũng nhao nhao tới, người đến sớm nhất là Trình Nhuận Sinh, ngay sau đó là Thường Hải Thiên và bạn gái Trần Tĩnh của gã, cơ hồ là đồng thời, Vương Học Hải cũng đến Tân Hải, mục đích Vương Học Hải tới đây là để tìm em gái hắn Vương Học Ninh, nhưng hai anh em bọn họ đã nhiều năm như vậy không có liên lạc, thậm chí ngay cả gọi điện cho nhau cũng không, Vương Học Hải sau khi tới Tân Hải mới biết được Vương Học Ninh không ở đây mà đã tới nhà máy quang điện Viễn Phương của Giang Thành để đảm nhiệm chức quản đốc kỹ thuật. Vương Học Hải đi tìm Trương Dương. Trương Dương vừa mới họp thường ủy xong, nhìn thấy Vương Học Hải thì cũng tươi cười, thật ra sâu trong lòng hắn cũng không muốn thấy Vương Học Hải, biết thằng cha này là hạng thương nhân gian xảo, lúc trước còn liên tiếp đối nghịch mình có điều hiện tại đã bị mình thu thập cho ngoan ngoãn rồi. Vương Học Hải vẫn không đổi được thói quen của thương nhân, nhìn thấy Trương Dương thì trước tiên là tặng quà cho hắn, thằng cha này hiện tại mở mỏ vàng, tặng cho Trương Dương hai cục vàng thỏi, Trương Đại Quan Nhân vừa ước lượng một cái là biết thỏi vàng năm khoảng nửa cân, tặng lê át có việc nhờ, Vương Học Hải nói, bí thư Trương, gần đây tôi cảm thấy ngực hơi tức, ngài xem giúp tôi với. Trương Dương cười cười, cục vàng này hắn yên tâm nhận rồi, chẳng khác nào là tiền khám bệnh của Vương Học Hải, hắn vươn một ngón tay ra bắt mạch cho Vương Học Hải, thản nhiên nói, không sao cả đâu, tôi sẽ kê cho anh một phương thuốc, sau khi anh uống rồi sẽ không sao, sau này đừng có kiếm tiền cực khổ vậy nữa, tiền kiếm mãi cũng trả xong đâu, nhưng mạng thì chỉ có một, phải biết tự thỏa mãn. Vương Học Hải liên tục gật đầu, ở trước mặt Trương Dương hắn thủy chung có ám ảnh tâm lý, cho rằng tính mạng của mình ở trong tay người ta, lúc nào cũng phải cẩn thận trương dương viết một phương thuốc cho hắn vương học hải lúc này mới nhắc tới mục đích lần này bí thư trương tôi lần này tới là muốn tìm em gái không ngờ nó đã đi giang thành cho nên trước tiên tới thăm ngài trương dương nói em rể của anh ở đây đấy có muốn tôi gọi điện thoại cho anh ta không vương học hải nói tôi cũng không biết nên nói gì với hắn giữa hai người quá xa lạ với nhau trương dương nói chính bởi vì xa lạ cho nên cần phải liên lạc cảm tình vương trí cương không tồi tôi sẽ gọi anh ta tới trương dương ở trước mặt vương học hải gọi điện thoại cho vương trí cương không lâu sau cục trưởng tài chính vương trí Chí cương bước vào vương trí cương nhìn thấy vương học hải thì rõ ràng là ngây ra một thoáng hai người trước đây đã gặp mặt một lần nhưng lần gặp mặt đó nhớ lại thì hiển nhiên là không thoải mái gì vương học hải cũng đã trải qua sóng gió hắn mỉm cười chủ động chào hỏi trí cương đã lâu không gặp vương trí cương gật đầu nghĩ cách xưng hô với Vương Học Hải, chào Vương Tổng, sao rảnh tới Tân Hải vậy? Vương Học Hải nói, tôi và Bí Thư Trương là lão bằng hiếu, vừa hay tới Bắc Cảng bàn chuyện làm ăn, cho nên thuận tiện tới đây thăm. Thằng cha này rất ít khi nói thật. Vương Trí Cương đối với Vương Học Hải thì không nhiệt tình gì, sau khi chào hỏi vài câu thì quay sang nói với Trương Dương, Bí Thư Trương tìm tôi có việc à? Trương Dương nói, không có việc gì cả, chỉ là nghe on hai người quen nhau, cho nên gọi anh tới đây thôi. Vương Học Hải nói, học ninh gần đây vẫn ổn chứ? Vương Trí Cương nói, ổn, chúng tôi đều vẫn ổn. Gã nói với Trương Dương, bí thư Trương, tôi buổi sáng còn phải học, về trước đây. Trương Dương nhìn ra sự lãnh đạm của gã đối với Vương Học Hải, gật đầu nói, đi làm việc anh anh đi. Vương Trí Cương đi rồi, Vương Học Hải có chút xấu hổ thở dài, xem ra hắn vẫn còn oán tôi. Trương Dương không có hứng thú với việc nhà của Vương ra, hắn mỉm cười nói đều là người một nhà cho dù lúc trước có chút hiểu lầm thì cũng không thể ghi nhớ cả đời được chỉ cần anh em các anh hòa hảo hắn tất nhiên cũng sẽ không có gì phải oán hận nữa vương học hải nói năm đó tôi từng sai người đánh hắn trương dương nhìn vương học hải nghĩ thầm thằng cha này làm ra loại chuyện này thì cũng không kỳ quái chút nào vương học hải nói tôi hiện tại thực sự rất hối hận cha mẹ đều già rồi tôi biết trong lòng bọn họ luôn nhớ học ninh lần này tới tôi nhất định phải giải thích rõ với học ninh, cố gắng để chúng lượng giải. Trương Dương nói, làm việc gì cũng đừng nóng vội, dù sao Giang Thành cách nơi này cũng không xa, buổi trưa ở lại ăn cơm đi. Tuy rằng Trương Dương chưa từng coi Vương Học Hải là bằng hiếu, nhưng tính tình hiếu khách của thằng cha này thì không đổi được. Vương Học Hải cười nói, bí thư Trương, hảo ý của anh tôi xin ghi nhận, nhưng chuyện này chưa xử lý xong thì tôi cũng không có tình ăn cơm, tôi giờ tới Giang Thành tìm nó đây. Trương Dương thấy Vương Học Hải tâm ý đã quyết thì cũng không giữ hắn nữa, đứng đưa tiến hắn ra cửa, khi ra đến cửa thì vừa hay gặp Phó trưởng Trinh dẫn Đinh Cao Sơn của thương vụ Hằng mậu đi tới, Đinh Cao Sơn nhìn thấy Vương Học Hải thì có chút kinh hỉ kêu lên, Vương Tổng. Vương Học Hải cũng mặt mày hớn hở nói Cao Sơn huynh, hai người bắt tay, Trương Dương thế mới biết Vương Học Hải giao du rất rộng, Tân Hải này hắn không chỉ quen mỗi mình. Vương Học Hải và Đinh Cao Sơn đã quen nhau hơn 10 năm hơn nữa trước đây từng cùng nhau hợp tác làn ăn trước mắt vẫn giữ quan hệ bạn bè có thể nói là rất đáng quý nghe nói vương học hải muốn đi đinh cao sơn giữ tay vương học hải không muốn buông ra không thể đi được chúng ta lâu như vậy rồi chưa gặp nhau khó khăn lắm mới đến tân hải một chuyến nhất định phải uống say mới thôi vương học hải nói cao sơn huynh tôi có chuyện quan trọng trong người hôm nay phải đi giang thành hắn kể lại chuyện muốn đi gặp em gái đinh cao sơn nói chuyện có khó gì đâu tôi sẽ phái người đi đón cô ta, để cô ta tới gặp mặt anh là được chứ gì. Vương Học Hải nói, tính tình của em gái tôi bướng lắm, tôi sợ nó không chịu tôi. Đinh Cao Sơn nói, cũng chẳng khó gì, bí thư trương, ngài nói một câu, bảo cô ta về họp, lời của lãnh đạo cô ta nhất định phải nghe. Đinh Cao Sơn đến tìm Trương Dương là vì chuyện của thị trường giao dịch ô tô, Đinh Cao Sơn chẳng những là lão tổng của thương vụ hàng mậu, y có còn có một thân phận là hội trưởng thương hội Tân Hải. Hôm nay tới đây là mang theo nhiệm vụ, Trương Dương hạ lệnh ngừng kinh doanh chỉnh đốn thị trường giao dịch ô tô, hiện tại thương gia lớn nhỏ của thị trường giao dịch ô tô không có gì để làm, cả đám tiếng oán than dậy đất, bọn họ không trực tiếp phản ứng được tới cấp trên, cho nên liền tập trung lại, tìm Đinh Cao Sơn, hy vọng hắn có thể tìm tới huyền lý để phản ánh. Đinh Cao Sơn thân là hội trưởng thương hội, chuyện này cũng là chức trách của y. Trương Dương nghe Đinh Cao Sơn nói xong, không khỏi cười bảo, Đinh tổng theo như lời anh nói thì những thương gia này đều có ý kiến. Đinh Cao Sơn nói, trong thị trường giao dịch giao dịch thương gia lớn nhỏ có tới hơn một ngàn, nhân viên liên quan tới các phương diện cũng có hơn một vạn người, thị trường đóng một ngày thì thương gia sẽ không có doanh thu, hiện tại tình tự bất mãn của họ rất cao, có một số thương hộ đã chuẩn bị liên hợp tố cáo lên trên. Trương Dương nói, Đinh Tổng có biết dự tính ban đầu của tôi khi chỉnh đốn thị trường ô tô không? Đinh Cao Sơn nói, thị trường giao dịch giao dịch ngư long hỗn tạp, có một số hộ ngầm buôn lậu xe, cho nên bí thư trương mới xử lý nghiêm khắc. Trương Dương gật đầu. Đinh Cao Sơn nói, nhưng trong hơn một ngàn thương gia người buôn lậu xe dù sao cũng là số ít, không thể một gậy đánh chết tất cả thương hộ được, tôi có một câu không biết có nên nói không. Trương Dương cười nói, anh nói đi. Đinh Cao Sơn nói, muốn diệt gốc của buôn lậu xe thì một là hải quan, hai là cơ cấu cấp biển, nếu không bịt được lỗ hổng này, thị trường tất nhiên cũng sẽ không còn vấn đề lưu thông xe lậu. Đinh Cao Sơn là đang là ám chỉ Trương Dương, anh đừng cứ nhìn chằm chằm vào thương nhân, vấn đề vẫn là ở trên người các anh thôi. Trương 1514, khách quý lần lượt tới 3. Trương Dương nghĩ nghĩ rồi nói, hai phương diện này tôi đang xử lý, Đinh Tổng, anh có cao kiến gì đối với việc quản lý thị trường giao dịch ô tô? Đinh Cao Sơn nói, nên bỏ công sức ở quản lý chứ không phải một gậy đánh chết tất cả, đối với nghiệp chủ kinh doanh tuân theo pháp luật thì phải khen ngợi, chiếu cố và khích lệ trên chính sách, đối với nghiệp chủ vi phạm luật thì kiên quyết xử lý, thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm pháp luật bọn họ. Trương Dương cười nói, nói đi nói lại, anh vẫn oán tôi không phân trắng đen đóng cửa cả thị trường giao dịch ô tô chứ gì. Đinh Cao Sơn nói, tôi cũng không dám thẩm oán bí thư Trương, tôi cũng không có sinh ý gì ở thị trường giao dịch ô tô, chuyện này không có bất kỳ liên quan gì tới lợi ích thiết thân của tôi, nhưng tôi thân là hội trưởng thương hội Tân Hải, những nghiệp chủ này đẩy vấn đề lên người tôi, tôi đương nhiên phải bẩm báo chi tiết với bí thư trương, tôi là người làm ăn, không hiểu chính trị, nhưng tôi tôi cho rằng làm quản lý cũng giống như chị Thủy vậy, lúc đầu phải lấp kín lỗ hồng đã. Cách nói của Đinh Cao Sơn khiến Trương Dương rúng động, hắn gật đầu nói tôi sẽ cân nhắc. Đinh Cao Sơn nói, bí thư trương, xin ngài hãy cân nhắc thận trọng chuyện này, hơn một ngàn thương hộ, nếu thật sự làm ra loạn gì thì không có ích lợi gì cho Tân Hải đâu. Đây cũng không phải là Đinh Cao Sơn nói chuyện giật gân, trước mắt tình tự oán giận của nghiệp chủ thị trường giao dịch ô tô đã lên tới đỉnh. Trương Dương tới Tân Hải chưa lâu đã liên tục tiến hành hai lần ngừng kinh doanh chỉnh đốn đối với bọn họ, cơ hồ sinh ý của tất cả nghiệp chủ đều phải chịu ảnh hưởng trên trình độ bất đồng. Người ta khi lợi ích thiết thân bị xâm phạm thì sẽ phản kháng, rất nhiều người đã chuẩn bị tới thị lý, thậm chí là tỉnh lý để kiện. Trương Đại quan nhân cũng không định vĩnh viễn đóng cửa thị trường giao dịch ô tô, dù sao thị trường này cũng là một bộ phận tổ thành quan trọng của thu nhập tài chính Tân Hải, nhưng Trương Đại quan nhân trước mắt vẫn chưa nghĩ ra biện pháp khai thông tốt. Chẳng những là thương gia tiếng oán than dậy đất, chuyện Trương Dương bắt thị trường giao dịch ô tô liên tiếp ngừng kinh doanh chỉnh đốn đã dẫn tới phản ứng tương đối lớn bên trong thường ủy. Huyện trưởng Hứa Song Kỳ đã liên tiếp hai lần vắng cuộc họp thường ủy, một lần là vì có chuyện, một lần là nghỉ bệnh. Hôm nay y lấy cớ nghỉ bệnh, trốn ở nhà đọc sách, cửa này thích đọc nhị thập tứ sử, học tập phương pháp quản lý từ cổ đại, hứa Song Kỳ cho rằng môn quan trường này học vấn quá thâm ảo, chỉ cần văn hóa quan trường Trung Quốc cổ đại thôi cũng cả đời học không hết rồi. Bí thư Ủy ban chính pháp Chu Tường vào giờ cơm trưa đã tới nhà Hứa Song Kỳ, gã còn mang theo một con cua biển 5 cân. Hứa Song Kỳ nói: "Tiểu Chu, anh tới thì cứ tới, còn mang theo đồ làm gì?" Chu Tường cười nói: "Huyện trưởng Hứa tôi giờ đến chính là để xin cơm mà. Hứa xong kỳ cười nói, cầu còn không được, hôm nay chị anh không ở nhà, chỉ có mỗi mình tôi, chúng ta làm vài chén đi. Hứa xong kỳ nhận lấy cua biển, bảo người làm mang vào bếp hấp. Mời Chu tường ngồi xuống bàn ăn, hứa xong kỳ lấy ra một bình rượu ngũ lương, Chu tường giật lấy bình rượu rót cho y, đồ ăn lên, cua biển cũng đã được hấp xong, hai người khi uống rượu, Chu tường quan tâm nói, huyện trưởng hứa, sức khỏe của ngài thế nào rồi? Hứa song kỳ nói, tôi không có bệnh gì cả, chỉ là không muốn dự cuộc họp thường ủy, chán không muốn nhìn người khác biểu diễn. Chu Tường thở dài nói, huyện trưởng hứa, Tân Hải này của chúng ta thật sự là ngày nay không bằng ngày trước, cứ bị dày vò như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra đại sự. Hứa song kỳ chậm rãi đặt chén rượu xuống, nói, người ta trong chiều có người thân, thị lý cũng đã thay đổi thái độ, anh không nhìn thấy hiện tại ngay cả bí thư hạng cũng ủng hộ công tác của hắn à. Chu Tường nói, huyện trưởng hứa, tôi xin nói một câu thật lòng, hắn dựa vào gì chứ? Chỉ là một thằng nhóc hơn 20 tuổi, hắn có năng lực lãnh đạo gì? Có tư cách gì mà phục chúng? Thường ủy huyện của chúng ta có ai trong lòng mà không rõ, ngài mới là người thích hợp nhất với vị trí này, nhưng xã hội hiện tại, có năng lực có chính tích vẫn không đủ, còn phải có quan hệ, có chỗ dựa, hắn không phải chỉ là có được một bà vợ tốt, quen được một người cha nuôi tốt hư. Hứa xong kỳ đương nhiên hiểu rõ Chu tường đang nói ai, y cười nói, mới uống một chén sao đã uống say rồi, đừng có cào nhau. Chu tường cào nhau là cũng có nguyên nhân, từ khi trình diễm đông tới Tân Hải, gã có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, gã dự cảm trương dương sớm muộn gì cũng sẽ xuống tay với mình, một bí thư ủy ban chính pháp như mình còn chiếm một danh ngạch thường ủy. Mà Trình Diễm Đông là thân tín đáng tin của Trương Dương, Trương Dương thế tất sẽ đá mình đi, vị trí bro chống đương nhiên có thể do Trình Diễm Đông tiếp nhận. Cục trưởng Công an kiêm bí thư ủy ban chính pháp, nói hay thì là tinh giản cơ cấu. Hứa song kỳ biết chu tường lo lắng điều gì, y bóc một con cua, chậm rãi nhấm nháp rồi khen cua biển này ngon ghê. chu tường nói, tôi bảo người lấy hàng tươi từ thuyền đánh cá đó. Hứa song kỳ nói, đừng nhìn nó ở trong biển thì hoành hành ngang ngược, nhưng lên đất bằng thì vẫn thành thức ăn trên bàn cơm của chúng ta thôi. chu tường nghe ra hứa song kỳ đang ám chỉ điều gì, lời nói của hứa song kỳ tuy rằng tàn nhẫn, nhưng gã lại không có chút tình tự lạc quan nào. Theo thời gian Trương Dương tới Tân Hải càng lúc càng dài, hắn cũng trở nên càng ngày càng mạnh, trong vài lần giao phong công khai với Trương Dương, hứa song kỳ đều rơi vào thế hạ phong, không nói tới tiêu chuẩn chính trị, cảm giác mà hứa song kỳ tạo cho Chu Tường là không đủ vững tâm, hứa song kỳ dựa vào bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành, hiện tại thái độ của Hạng Thành đối với Trương Dương đã thay đổi, y muốn cùng đấu tranh với Trương Dương cũng trở nên càng ngày càng khó nếu không phải không có phương pháp nào khác chu tường cũng sẽ không đến tìm hứa song kỳ gã biết hứa song kỳ rất khó giúp được mình nhưng trong lòng vẫn mang một tia hy vọng trừ hứa song kỳ ra thì gã không biết mình còn có thể đi tìm ai nữa chu tường nói trình diễm đông đã khai trừ rồi năm tên công an bảo vệ ở thị trường giao dịch ô tô rồi hứa song kỳ cầm chén rượu lên nhấp một ngụm y không nói gì kết quả này đã sớm nằm trong dự của y chu tường nói thật ra chuyện này chỉ là mâu thuẫn nội bộ dựa theo kinh nghiệm xử lý loại chuyện này của chúng ta trước đây thì nhiều nhất là ghi tội xử phạt, không đến mức nghiêm khắc như vậy. Hứa song kỳ nói, người bị đánh là Cao Liêm Minh, con trai của thính trưởng Cao Thính Công An tỉnh, đánh cho phải ngó mặt chủ, đánh một công an bình thường và đánh con trai của thính trưởng Thính Công An tỉnh là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong chuyện này hứa song kỳ căn bản không đồng tình với năm tên công an đó, muốn trách thì trách bọn họ chọn sai đối tượng để xuống tay. Chu Tường nói, chuyện này tôi đã tìm hiểu rồi, Cao Liêm Minh bình thường rất không đoàn kết với người chung quanh, tự cao tự đại, không biết gì cả về công tác cảnh vụ, hơn nữa còn thích khoa tay múa chân, đây mới là nguyên nhân căn bản khiến những người khác làm tức giận, loại người này là giống như Trương Dương, trong mắt bọn họ chỉ có mình, không có người khác. Chu Tường nói xong thì tình tự có chút kích động, gã uống một chén rượu. Hứa xong kỳ biểu lộ sự đồng tình với những lời này của Chu Tường, y có chút bất đắc dĩ cười nói có biện pháp nào khác không. Người ta ngồi trên vị trí này, lãnh đạo tín nhiệm, hắn có quyền lên tiếng. Chu Tường nói, huyện trưởng hứa, tôi và hắn không có thủ riêng gì cả, nhưng tôi rất nghi ngờ năng lực chấp chính của hắn, thật ra trong cán bộ huyện của chúng ta có không ít người nghĩ như tôi. Hứa song kỳ nói, thời gian hắn đến Tân Hải chưa lâu, tôi vẫn chưa hiểu được hắn. Chu Tường nói, những thường ủy chúng ta có ai mà không phải là công tác nhiều năm ở Tân Hải, nếu nói tới Hiểu Tân Hải, tùy tiện lôi ra một ai cũng mạnh hơn hắn nhiều, sau khi hắn tới Tân Hải đã làm được gì? Cứu người thu sách báo, tạo tin tức, nặn mình thành một anh hùng, tôi hiện tại thấy chuyện này rất có khả năng chính là kế hoạch xúc mưu từ lâu, lừa gạt tình cảm của người dân Tân Hải. Tình tự của Chu Tường rõ ràng đã kích động, bỏ huyện lập thành phố gì chứ, đơn giản là đổi tên mà thôi, có khác gì đâu. Địa bàn vẫn chỉ có chừng ấy, dân cư vẫn chỉ có chừng ấy vì chuyện này không biết phải xài bao nhiêu tiền, khiến tài chính vốn đã giật gấu vá vai của Tân Hải chúng ta càng hỏa vô đơn chí, cái này không phải là lòe thiên hạ ư. Hứa song kỳ nói, trong chuyện này tôi vẫn giữ thái độ phản đối. Chu Tường nói, khu khai phá đã có quy mô sơ bộ rồi, hắn không ngờ lại phá đi xây lại, đây không phải là lãng phí cực lớn ư. Tôi thấy sau khi hắn tới Tân Hải đã làm hai chuyện, một là phủ định thành tích của lãnh đạo trước, một là liều mạng rát vàng lên mặt mình, Giống như tất cả những gì mà chúng ta làm lúc trước đều sai, chỉ có hắn là anh minh, chỉ có hắn là làm đúng. Hứa Song Kỳ, nói Chu Tường à, anh có nhiều ý kiến như vậy, sao không nói trên cuộc họp thường ủy? Chương 1515, khách quý lần lượt tới 4. Chu Tường thở dài nói, huyện trưởng Hứa, tôi nói có tác dụng gì không? Mọi người đều lựa chọn bo bo giữ mình, không dám nói một câu nào, hiện tại cuộc họp thường ủy căn bản là thành nhà của hắn hắn nói gì thì nói bây giờ còn có người đi theo phụ họa bên trong đám thường ủy chúng ta không thiếu loại người thấy gió thì bẻ lái hứa xong kỳ nói chu tường những lời nói hôm nay trăm ngàn lần đừng nói bậy ở bên ngoài chu tường nói huyện trưởng hứa chỉ ở trước mặt anh tôi mới dám nói thoải mái như vậy thôi nếu chúng ta không áp dụng một số hành động tân hải sẽ bị phá hủy ở trong tay người này hứa xong kỳ nói tôi đã phản ứng với thượng cấp rồi nhưng các lãnh đạo đều rất khoan dung đối với hắn chu tường nói bên trên đều là người của hắn chúng ta nói tất nhiên sẽ không có ai chịu tin rồi hứa xong kỳ nói cho nên làm tốt công tác của mình đi có một số việc vẫn phải nhắm mắt làm ngơ trong lời nói của y đã lộ ra vẻ bất đắc dĩ và bi ai chu tường nói huyện trưởng hứa tôi thấy hắn sở dĩ kiêu ngạo ương ngạnh như vậy không chỉ là vì bản thân hắn cũng có liên quan tới những người như chúng ta quá khoan dung với hắn Nhượng bộ không những không đổi lại được sự thấu hiểu của hắn, ngược lại khiến hắn càng kiêu ngạo hơn. Hứa Song Kỳ cầm chén rượu lên, nhìn vào mắt Chu Tường, nói: "Anh có ý tưởng gì, nói nghe thử đi." Chu Tường nói: "Chuyện thị trường giao dịch ô tô, dân phẫn rất lớn. Chuyện khu khai phá cũng vậy, nếu người dân hành động, lãnh đạo sẽ coi trọng vấn đề của Tân Hải." Hứa Song Kỳ nói: "Tân Hải vốn không có vấn đề gì." Chu Tường có chút mê hoặc chớp chớp mắt trong nhất thời không rõ trong hồ lô của hứa song kỳ rốt cuộc bán thuốc gì. Trương Dương nhận được điện thoại của Lưu Diễm Hồng, có người chạy đến tỉnh Lý cáo trạng hắn, một là chỉnh đốn thị trường giao dịch ô tô gây tổn hại tới lợi ích của các thương hộ, còn có một việc nữa là Bộ Ngoại giao có chỉ thị xuống, lít đồ thông qua Đại sứ quán nước Pháp đưa ra kháng nghị với Bộ Ngoại giao, nói hắn ở Tân Hải bị đái ngộ không công bình, Bộ Ngoại giao đối với chuyện này cũng có chút coi trọng, yêu cầu phía Bình Hải phải tìm hiểu rõ chuyện này, cũng phải giải quyết thích đáng phản ứng của trương đại quan nhân chính là cây cao gió cả, loại người như tôi đi đến đâu cũng có người hâm mộ và đố kỵ, không có năng lực chịu đựng thì tôi căn bản không thể lăn lộn được trong quan trường. Lưu Diễm Hồng nói, gần đây cáo trạng tới cậu không ngừng ùa tới, chứng tỏ cậu ở Tân Hải xử lý vấn đề vẫn có khiếm khuyết, cậu đừng tưởng là không sao, nếu xử lý không thích đáng, loại chuyện này khẳng định vẫn sẽ ẩm ý lên trên, cậu nhất định phải giải quyết thích đáng chuyện này. Trương Dương nói, buôn lậu xe ở Tân Hải tràn lan, chẳng lẽ tôi không nghe không không hỏi chuyện này." Lưu Diễm Hồng nói, muốn giải quyết vấn đề, đầu tiên phải tìm được căn nguyên, cái này cũng giống như chữa bệnh vậy, đau chân thì chỉ có thể trị liệu đối chứng, không giải quyết được vấn đề căn bản, cậu đóng thị trường có lẽ trong ngắn hạn sẽ ngăn chặn được buôn lậu xe, nhưng qua một đoạn thời gian, bọn họ sẽ nghĩ ra cách khác, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn là không đáng, cậu thân là người đứng đầu Tân Hải, nhất định phải nắm giữ tốt chừng mực, độ nặng nhẹ của chuyện cũng phải phân cho rõ. Trương Dương biết Lưu Diễm Hồng là muốn thả dây dài câu cá lớn, nhưng hắn cũng có suy nghĩ của mình, đến bây giờ con cá lớn vẫn chưa trồi lên mặt nước, mấy cú trọng quyền của hắn là muốn đả thảo kinh xa, một khi tổn hại tới lợi ích của hai đó, bọn họ sẽ không nhịn được mà nhảy ra, chỉ có như vậy Trương Đại Quan Nhân mới tiện triển khai kế hoạch tiếp theo của hắn. Trương Dương ở trước mặt Lưu Diễm Hồng vẫn biểu hiện ra vẻ khiêm tốn nhất định, hắn hứa sẽ mau chóng xử lý tốt chuyện thị trường giao dịch ô tô, về phần sự kiện khu khai phá, Trương Dương sẽ không nhượng bộ, hắn cũng không có kế hoạch di rời alpha trong ngắn hạn, Lít Đồ anh không phải muốn kéo dài ư? Tôi sẽ kiên nhẫn tiêu hao dần với anh, bằng vào hiện trạng của nhà máy a, sớm muộn gì cũng mệt chết anh, cho dù anh mệt thì tôi cũng sẽ phạt anh cho phát mệt. Sự kiện các nghiệp chủ của thị trường giao dịch ô tô kiện lên cấp trên không kết thúc vì Trương Dương không đồng ý khôi phục buôn bán, nên vẫn có người lục tục kiện lên cấp trên, Lưu Diễm Hồng hiển nhiên đã làm không ít công tác với cấp trên theo thời gian trôi qua, phong ba kiện lên cấp trên nhằm vào trương dương cuối cùng cũng được bình ổn. Phương án xanh hóa thành thị đầu tiên của trình nhuận sinh cũng đã hoàn thành thiết kế, trương dương sau khi xem xong sau khi xem xong tỏ vẻ hài lòng, nhưng một vấn đề mới lại nảy sinh, phương án xanh hóa này tốn không ít tiền, muốn thay đổi diện mạo thành thị thì tiền tài phải đi trước, với tình trạng tài chính trước mắt của Tân Hải, làm thế nào mới có thể chịu nổi khoản chi khổng lồ này. Vừa đến lúc cần tiền, Trương Đại quan nhân tất nhiên sẽ nghĩ tới cục trưởng tài chính Vương Chí Cương, hắn gọi Vương Trí Cương tới văn phòng của mình, hắn gọi Vương Trí Cương tới không phải là tìm gã đòi tiền, bởi vì Trương Đại quan nhân hiểu rõ tình trạng tài chính của Tân Hải, hắn gọi Vương Chí Cương đến là để nhờ gã hỗ trợ nghĩ biện pháp. Chuyện liên hợp sản xuất đèn đường với Giang Thành tiến triển thuận lợi, đợt sản phẩm đầu tiên đã được sản xuất, ít ngày nữa có thể vận tới Tân Hải, tiến vào lưu trình trang bị. Trương Dương nghe Vương Chí Cương báo cáo xong tình hình này, tất nhiên cảm thấy vui mừng, hắn cười nói, làm việc cần hiệu suất như vậy, Trí Cương, chuyện nhà của anh thế nào? Vương Trí Cương minh bạch hắn đang hỏi Vương Học Hải, cười nói, hai anh em bọn họ cũng đã gặp mặt rồi, có thể là lâu không liên lạc cho nên có chút ngăn cách. Trương Dương nghe ra ý tứ trong lời nói của gã, hiển nhiên hai anh em Vương Học Hải không thể dỡ bỏ được chướng ngại trước mặt. Thanh quan khó xử lý chuyện nhà, đối với chuyện của Vương gia, Trương Dương cũng không tiện hỏi đến nhiều, hắn đi vào chủ đề chính, mục đích chủ yếu hôm nay gọi Vương Trí Cương tới là để gã hỗ trợ giải quyết vấn đề tiền. Vương Trí Cương nghe Trương Dương nói xong, chân mày cao lại, gã nói khẽ, bí thư Trương, ngạch đầu tư dự tính của phương án xanh hóa này là bao nhiêu? Trương Dương nói, phương án xanh hóa này không phải là xanh hóa đơn thuần, mà là công trình đề thăng hình tượng thành thị chỉnh thể, từ tu sửa đường đến cải tạo cầu, đến phân chia lại công năng khu vực thành thị, liên quan tới rất nhiều phương diện, nếu muốn hoàn thành toàn bộ, đại khái cần 500 triệu, đầu tư kỳ đầu cần 100 triệu. Vương Chí Cương nói, thị lý có thể trợ giúp không? Trương Dương nói, bọn họ có thể cho chúng ta một số chính sách có tính ủng hộ đã là tốt lắm rồi, muốn bọn họ bỏ tiền thì căn bản là không thể. Vương Chí Cương nói, 500 triệu là mục tiêu lâu dài, chúng ta trước tiên không cần phải nghĩ, 100 triệu tiền mặt muốn giải quyết không khó, nhưng trong thời gian ngắn muốn giải quyết vấn đề này thì lại không dễ. Trương Dương nói, đúng vậy, tôi cũng thấy lạ, tài nguyên của Tân Hải tốt như vậy, vì sao tài chính lại kém thế? Vương Trí Cương nói, trong khoảng thời gian này tôi đã tìm hiểu và điều tra nhằm vào chuyện này, từ bộ phận số liệu từ cục thẩm kế, ví dụ đi công tác nước ngoài trong năm ngoái của Tân Hải đã đạt tới 1.200 vạn, phí sử dụng và mua xe công là 3.600 vạn, phí chiêu đãi công vụ là 3.900 vạn. Trương Đại Quan Nhân nghe mà trợn cả mắt, không nhịn được liền chửi bậy, mẹ kiếp. Chúc tài chính này của Tân Hải căn bản là không đủ ăn Vương Trí Cương nói muốn khiến tài chính Tân Hải có khởi sắc phải tăng thu giảm chi khai nguyên thì có thể nghĩ biện pháp nhưng tiết kiệm thì phải nắm từ gốc Bí thư Trương tôi nói một câu không nên nói hiện tại tiết kiệm đã thành hoang phí rồi chi trả công vụ đã thành một khoản hồ đồ tôi lấy ví dụ nhé từ bản thân của cục tài chính mà nói năm trước mới mua ba chiếc ô tô tổng cộng là 110 vạn nguyên, đến bây giờ xe thương vụ Toyota đó vẫn còn nằm trong gara, 9 tháng chạy 500 cây em. Đã thế còn đặc biệt phối bị hai lái xe, không nói tới tiền lương của họ, một năm bởi vì chiếc xe này mà sinh ra phí dụng bảo dưỡng sửa chữa là 3 vạn 6, 500 cây em, 3 vạn 6 ngàn nguyên kinh phí bảo dưỡng, tôi cũng không biết là sinh ra như thế nào nữa, nhưng vừa tra biên lai, like, phí sửa chữa, phí qua đường, phí qua cầu, phí xăng, cộng lại thì đúng là vừa đủ con số này, trong đó rốt cuộc có bao nhiêu là tiền bốc hơi, cái này khó biết lắm, mà châm biến nhất là, hai lái xe này năm trước còn được thưởng phí tiết kiệm xăng dầu. Cũng chính là nói những lái xe khác so với họ thì tiêu nhiều hơn nhiều. Trương đại quan nhân nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ nó, Tân Hải đang tốt đẹp lại bị đám sâu bỏ ăn rỗng. Vương Trí Cương nói, phương châm của chính sách quốc gia là tốt, nhưng trong quá trình chấp hành cụ thể thì có rất nhiều lỗ hổng có một số là trên làm dưới theo thấy một người làm như vậy thì người khác cũng làm theo hiện thực đã lún sâu vào dãy tuần hoàn ác tính dẫu sao cũng là tiền công anh bỏ vào túi mình thì người khác nói anh tham ô nhưng anh không bỏ vào túi mình mà anh giúp nhà nước tiêu tiền cái này gọi là chi tiêu nhân công tuy rằng tiêu phí cũng rất nhiều nhưng trên thực tế lãng phí so với tham ô thì cũng không kém hơn bao nhiêu nhưng bởi vì cho vào một chữ công hành vi liền biến thành thiên kinh địa nghĩa chương 1516, thủ hạ 1. Trương Dương nói, nếu đã ý thức được thì bắt đầu bài trừ hiện tượng này thôi. Vương Trí Cương cười khổ nói, bí thư trương, loại hiện tượng này rất phổ biến, chẳng những Tân Hải như vậy, mà nghiêm trọng hơn Tân Hải chỗ nào cũng có. Trương Dương nói, tôi mặc kệ địa phương khác như thế nào, tôi phụ trách Tân Hải thì tôi sẽ thực hiện ở Tân Hải. Vương Trí Cương nói, nói xong tiết kiệm rồi nhé, giờ chúng ta nói tới khai nguyên, liên hợp sản xuất đèn đường tiết kiệm năng lượng với Giang Thành, đây là một loại khai nguyên, nhờ chuyện này, chúng ta có thể không tốn một đồng mà vẫn hoàn thành được lượng hóa thành thị. Nếu nói tới khai nguyên kiếm tiền thì hiện tại không gì ngoài mấy cách sau, thứ nhất là thượng cấp cho, ngài vừa rồi cũng nói là không có khả năng, một là dựa vào bản thân thành thị để sức kiếm tiền, Tân Hải cũng cơ hồ nghĩ tới rồi, cho dù có phương thức và thủ đoạn kiếm tiền mới, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn thực hiện được hiệu quả và lợi ích lớn như vậy, còn có một điểm cũng chính là một loại phương thức phổ biến nhất trước mắt. Vương Trí Cương tạm dừng một chút rồi nói, nhượng lại đất. Trương Dương nói, đất Tân Hải chỉ sợ không có sức hấp dẫn lớn như vậy, khu khai phá kinh tế làm lâu vậy rồi những vẫn không được bao nhiêu thương gia xí nghiệp tới đầu tư. Vương Trí Cương nói, khu khai phá Tân Hải rất thất bại, tôi tuy rằng không phải chuyên gia về phương diện quy hoạch thành thị, nhưng tôi cũng có thể nhìn ra khuyết điểm của khu khai phá. Tân Hải có cảng phước long lớn như vậy, nhưng lại không hoàn toàn phát huy được tác dụng vốn có của nó, theo sự quật khởi của cảng mới Bắc Cảng, tác dụng và sức ảnh hưởng của cảng Phước Long đã dần dần giảm bớt. Đây là một hiện tượng rất không tốt, nếu để mặc cho nguồn thu tài chính lớn nhất của Tân Hải là cảng Phước Long cứ vậy trầm luân, về sau kinh tế Tân Hải sẽ chỉ liên tục chuyển biến xấu. Trương Dương nói, đối với việc này tôi cũng từng nghĩ rồi, dẫn nhập ngoại tư tư, mở rộng cảng Phước Long, làm lớn làm mạnh trên cơ sở vốn có, nhưng đây cũng không phải là chuyện có thể thực hiện trong ngắn hạn. Trương Dương nói, tôi vẫn chưa nói xong mà, cảng mới của Bắc Cảng là công trình chính thích của Bí Thư Hạc, y sẽ không thể để tôi khách lấn chủ được đâu, cho nên cảng Phước Long chỉ có thể tìm lối đi tắt khác, thanh thế trên quy mô chúng ta không thể chống chọi với cảng mới được. Vương Trí Cương cầm chén trà lên uống một ngụm, gã đưa ra một đề nghị khiến Trương Đại quan nhân hai mắt sáng ngời, nếu khu khai phá đã quyết định di rời tới xung quanh cảng Phước Long, tương lai sẽ hình thành một khu khai phá kinh tế hoàn toàn mới. Vì sao không tiến thêm một bước, xin thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Trương đại quan nhân chưa bao giờ nghĩ đến thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở Tân Hải, cái gọi là khu bảo lưu thuế nhập khẩu là thiết lập khu vực giám thị hải quan đặc thù có công năng bảo lưu thuế nhập khẩu, thực hành quản lý đóng kín, là khu vực giám thị hải quan đặc thù với mức độ mở cửa cao nhất, chính sách ưu đãi nhất, công năng đầy đủ nhất trong nước, là khu đi đầu và là khu thí nghiệm các lĩnh vực như tài chính, mậu dịch, đầu tư, phục vụ vận chuyển của quốc gia. Đề nghị này của Vương Trí Cương đối với Trương Đại Quan Nhân mà nói mà nói không khác gì thể hồ quán đính, có thể nói vì cục trưởng tài chính trẻ tuổi này không ngừng khiến Trương Dương cảm thấy kinh diễm, nếu Tân Hải thành công xin mở khu bảo lưu thuế nhập khẩu, không khác gì tăng thêm một kiếp mã quan trọng cho việc bỏ huyện lập thành phố của Tân Hải, hơn nữa chỉ cần được bao phủ tầng hào quang của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, dưới sự chiếu cố trọng điểm của chính sách, thương gia trong và ngoài nước sẽ ùa tới như vịt. Cảng Phước Long, thậm chí là toàn bộ Tân Hải muốn không trở thành khu vực tiêu điểm cũng khó. Trương đại quan nhân rất ít khi kích động như hiện tại, vỗ vỗ vai Vương Trí Cương, được. Chuyện này nếu thành tôi sẽ ghi công đầu cho anh. Vương Trí Cương nói, tôi là người sinh trưởng ở địa phương Tân Hải, tôi đương nhiên muốn nhìn thấy Tân Hải phát triển. Trương Dương nói, nhượng lại đất là hạ sách, chỉ cần thành công xin lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu, đất xung quanh Tân Hải của chúng ta sẽ là tất đất tất vàng, khách muốn thuê chỉ sợ phải chen nhau vỡ cả đầu. Vương Trí Cương nói, chính phủ nếu muốn tối đại hóa lợi ích, phải khống chế đất nghiêm khắc, tạo ra vườn hậu cần hiện đại hóa quan trọng xung quanh cảng khu và khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Tân Hải muốn giàu mạnh nhất định phải phát huy được sở trường của bản thân, phải phát huy ưu thế hiện của chúng ta tới lớn nhất. Trương Dương sau phút kích động ngắn ngủi ban đầu liền bình tĩnh trở lại, hắn dặn dò Vương Trí Cương, chuyện này trừ anh và tôi biết ra thì không được nói với người nào khác. Trương Dương lo lắng chuyện này vạn nhất truyền tới phía Bắc Cảng, thế tất sẽ lâm phải sự cản trở cực lực của lãnh đạo thượng cấp, nếu có thể thiết lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu, Bắc Cảng tuyệt đối sẽ không đem khu bảo lưu thuế nhập khẩu thiết lập ở Tân Hải, chuyện này có ý nghĩa không tầm thường, phải âm thầm thao tác. Vương Trí Cương làm người khôn khéo, đương nhiên biết Trương Dương cố kỵ điều gì. Gã nói khẽ tổng thư hải quan, tổng cục quốc thuế, quốc vụ viện, những bộ môn này phải liên hợp phê chuẩn thì mới có thể có khả năng. Trương đại quan nhân tràn đầy lòng tin nói, chuẩn bị một ngàn vạn chi phí chung, chuyện này tôi sẽ tự thân xuất mã, hơn nữa nhất định phải mã đáo thành công. Cái gọi là một ngàn vạn chi phí chung của trương đại quan nhân chỉ là hư từ, nói nghe cho ai mà thôi, nhưng lập tức liền có người xin xuất ngoại, người xin xuất ngoại khảo sát là phó bí thư huyền ủy Lưu Kiến Thiết, quốc gia mà hắn đi là hợp chủng quốc Hoa Kỳ, danh mục khảo sát là khảo sát phát triển nông nghiệp hiện đại của nước Mỹ. Chuyện khảo sát trước khi Trương Dương đến Tân Hải đã được định ra rồi, đoàn khảo sát tổng cộng có 37 người, thời gian dự định khảo sát là một tháng. Lúc ấy Tạm Thế Kiệt đã phê chuẩn, nhưng hiện tại đã đổi lãnh đạo mới, lưu kiến thiết phải báo lại với bí thư Trương. Cũng chỉ là báo cho có lệ thôi, thủ tục xong xuôi tất cả rồi, hiện tại ngay cả vé máy bay cũng đã đặt trước. Lưu Kiến Thiết cho rằng từ sau khi Trương Dương tới Tân Hải, mình và vị bí thư trẻ tuổi này chung sống hòa hợp, với loại chuyện này bí thư Trương chắc sẽ không chế tạo phiền toái cho mình." Trương Dương nghe Lưu Kiến Thiết nói xong, mỉm cười nói, "Nước Mỹ à?" Lưu Kiến Thiết gật đầu, "Bên kia đã mời từ rất lâu rồi, lần này chúng tôi đi một là để khảo sát phát triển nông nghiệp hiện đại của nước Mỹ, hai là để triển lãm phong cách mới của chúng ta từ khi mở cửa." Trương Dương mắng thầm trong lòng, "Triển lãm cái con mẹ anh ý." với cái hình tượng cho má này của anh mà cũng muốn đi triển lãm à. trương đại quan nhân lăn lộn trong quan trường lâu rồi, con người cũng trở nên có chút dối trá, trong lòng mắng người ta nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười thân thiện. Hắn mỉm cười nói, nước Mỹ là quốc gia tư bản chủ nghĩa, anh thì phụ trách công tác đảng đoàn, anh tới đó nhất định phải chuẩn bị tư tưởng nhé. Lưu Kiến Thiết cảm thấy có chút không ổn, hắn cười nói, bí thư trương yên tâm đi, nguyên tắc đảng tính của tôi rất mạnh, nhất định sẽ vĩnh viễn không bị ăn mòn. Lời nói tiếp theo của Trương Dương rất thực tế, các anh lần này tổ chức thành đoàn thể tới nước Mỹ, là tiêu tiền của mình hay là tiêu tiền của nhà nước? Một câu này khiến Lưu Kiến Thiết choáng váng, người hói trên đầu còn có giận, chuyện rõ ràng vậy mà anh còn phải hỏi à? Thế là có ý gì? Tuy rằng là vấn đề rất đơn giản, nhưng không dễ trả lời, không thể ngang nhiên trả lời Trương Dương rằng lần này đi là tiêu tiền của nhà nước được. Trong lòng Lưu Kiến Thiết thật sự là rất khó chịu, nghẹn hơn nữa ngày mới nói công tác cần thôi mà. Trương Dương nghĩ thầm, một người làm công tác đảng đoàn như anh tới quốc gia tư bản chủ nghĩa thì học tập cái gì? Ánh mắt của hắn chiếu lên tờ báo trên bàn, nói một cách thờ ơ, 37 cá nhân, tiêu phí ở nước Mỹ không thấp đâu nhỉ? Chuẩn bị mang theo bao nhiêu tiền đây? Lưu Kiến Thiết không biết đáp lại thế nào, hắn bắt đầu cảm thấy mình tới đây là một sai lầm, không bằng câm miệng bỏ đi, dẫu sao thì chuyện này trước đó đã được quyết định rồi. 37 cá nhân, chuẩn bị sơ bộ là 300 vạn, không nhiều lắm mà bí thư tạm năm trước Australia 12 ngày, một đoàn 15 ngày còn tiêu hơn 500 vạn. Những lời này Lưu Kiến Thiết không thể nói được, huống chi tạm thế kiệt đã không còn ở Tân Hải, chuyện khảo sát hạng mục bò sữa ở Australia năm trước không thể lấy ra mà nói được. Trương Dương nói, huyện lý đối với xuất ngoại khảo sát cũng có tiêu chuẩn, có điều tiêu chuẩn này cũ rồi, tôi thấy cần phải thảo luận để chế định lại. Lưu Kiến Thiết nói, bí thư Trương, chuyện này đã được định ra từ trước rồi lúc đó bí thư tảm đã phê duyệt. Trương đại quan nhân vừa nghe thấy hắn nói như vậy thì lập tức không hòa hoãn nữa, nếu bí thư tảm đã phê duyệt, vậy anh không cần phải nói với tôi làm gì, anh đi tìm bí thư tảm mà nói. Trương 1517, Thủ Hạ 2 Lưu Kiến Thiết không ngờ Trương Dương nói trở mặt liền trở mặt, mình nói thế nào thì cũng là phó bí thư huyền ủy Tân Hải, ít nhiều cũng phải bận tâm tới tình cảm chứ, nhưng người ta căn bản không coi hắn là một mâm đồ ăn, trong lòng lưu kiến thiết rất chán nản lại vừa căm tức nhưng hắn cũng không có gan trở mặt với trương dương nghẹn một lúc mới nói bí thư trương chúng tôi đã đặt vé máy bay rồi trương dương nói chuyện này lát nữa nói sau tôi còn có chút việc cần xử lý lưu kiến thiết cứ như vậy bị đuổi ra ngoài lưu kiến thiết đi rồi trương dương cầm điện thoại lên gọi cho tống hoài minh trong điện thoại hắn nói lại ý tưởng muốn thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở tân hải với tống hoài minh tống hoài minh đầu tiên là đồng ý với ý tưởng của hắn nhưng đồng thời cũng vạch chuyện này khó khăn không nhỏ tân hải về các phương diện ở bình hải đều không có gì đột xuất ưu thế lớn nhất chính là địa lý trương dương nói chú tống chuyện này tôi tìm ngài câu thông đầu tiên mục đích chính là muốn chú ủng hộ tống hoài minh cười nói tôi có nói là không ủng hộ ư toàn bộ bình hải đến bây giờ vẫn chưa có khu bảo lưu thuế nhập khẩu nếu tân hải thành công xin lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu Đối với Bình Hải mà nói thì đương nhiên là một chuyện tốt, đối với sự phát triển trong tương lai của Bình Hải cũng có ý nghĩa khá trọng đại, chẳng những có thể đề thăng định vị thành thị của Tân Hải, thậm chí là Bắc Cảng, cũng có thể đẩy mạnh sự phát triển kinh tế của Bắc Bộ Bình Hải, ý tưởng này rất tốt, rất có tính đi trước." Trương Dương nói, nói như vậy là chú ủng hộ tôi." Tống Hoài Minh nói, đương nhiên là ủng hộ rồi." Trương Dương nói, "Chú Tống, tôi xin hỏi thêm một câu, chú ủng hộ tôi là vì tư hay vì công?" Tống Hoài Minh không nhịn được liền bật cười, đối với cậu tôi là cả công cả tư. Bí thư Tống nói chuyện rất có tiêu chuẩn, câu này khiến cho Trương Dương trong lòng lâng lâng, thật ra trong lòng hắn hiểu rất rõ, Tống Hoài Minh tuyệt đối không phải là một người làm việc thiên tư, xem ra đề nghị mà Vương Chí Cương nói cho mình này thật sự rất cao minh, bước này đi đúng rồi đây. Tống Hoài Minh nói, Trương Dương, xin lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu và xin bỏ huyện lập thành phố có thể tiến hành đồng bộ hơn nữa chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu nên làm trước, nếu thành công xin lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu, chuyện bỏ huyện lập thành phố sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, theo tôi thấy thì khu bảo lưu thuế nhập khẩu so với bỏ huyện lập thành phố thì có ý nghĩa lớn hơn. Trương Dương nói, tôi biết, khu bảo lưu thuế nhập khẩu có lợi ích thực tế hơn, nếu thật sự thành công, tôi sẽ có một cỗ máy kiếm tiền dùng mãi không hết. Nói xong hắn lại ý thức được mình nói sai rồi, cười bài, là máy kiếm tiền của người dân Tân Hải. Tống Hoài Minh nói, chuyện này cậu mau chóng vạch ra một bản kế hoạch đi, đưa tới chỗ tôi, tôi sẽ bật đèn xanh cho cậu, quan hệ thượng tầng tôi cũng sẽ tận lực giúp khơi thông, đương nhiên bản thân cậu cũng phải cố gắng. Trương Dương nói, chú Tống, chuyện này tôi sẽ tiến thành lặng lẽ. Tống Hoài Minh vừa nghe đã biết là hắn cố kỵ gì đó, cười nói, được, hiện tại đã trưởng thành hơn rồi đó. Trương Dương nói, chỉ là không muốn phát sinh những chi tiết ngoài lề. Tống Hoài Minh cổ vũ hắn, làm cho tốt đi, tỉnh lý hiện tại rất hài lòng với công tác của cậu. Trương Dương không cần những người khác hài lòng hay không, ở Bình Hải, chỉ cần Tống Hoài Minh nói hài lòng là đủ rồi. Khi Trương đại quan nhân khẩn cấp chủ bị công việc mở khu bảo lưu thuế nhập khẩu, cũng không quên chuyện tiết kiệm, trên cuộc họp thường ủy hắn cường điệu đưa ra vấn đề chi phí chung, khi Trương Dương nói đến chuyện chi phí chung khi xuất ngoại, mặt Lưu Kiến Thiết giống như bị ai đánh vậy, hắn cảm thấy trong chuyện này mình trở thành chim đầu đàn hiện tại vị bí thư trương này muốn dùng súng bắn chết chim đầu đàn các thường ủy trong lòng đều minh bạch chuyện này làm sao mà có gần đây cần suốt ngoại khảo sát chỉ có lưu kiến thiết không ngờ lại đâm đúng vào nòng súng đa số thường ủy không hề vui sướng khi người gặp họa ngược lại sinh ra một loại cảm giác thỏ chết cáo buồn chuyện xuất ngoại khảo sát này mọi người đều là thay phiên nhau đi huyện trưởng hứa song kỳ cũng tham gia rất nhiều lần khảo sát như vậy ai cũng cảm thấy chuyện này rất bình thường nhưng Trương Dương vừa tới thì thời tiết Tân Hải thay đổi rồi. Trương Dương liệt kê chi phí xuất ngoại năm trước, hắn gõ bàn, nói, 1.200 vạn, đây là toàn bộ chi phí xuất ngoại của năm ngoái, tôi muốn hỏi một câu, 1.200 vạn đại biểu cho cái gì? Thành thị chúng ta không có tiền lượng hóa, không có tiền cải tạo đường, không có tiền xanh hóa thành thị, vô số người dân ông sống trong cảnh nghèo khó, nhưng chúng ta lại có hơn 1.000 vạn dùng để khảo sát xuất ngoại, điều này có nghĩa là có nghĩa là một điều châm biếm cực lớn. Khi Trương Dương nói tất cả thường ủy đều trầm mặc, chẳng ai sạch sẽ hơn ai cả, ít nhất trong tất cả các thường ủy tham dự hội nghị hôm nay đều từng dùng tiền công ra nước ngoài, hơn nữa không chỉ là một lần. Hứa xong kỳ lạnh lùng nhìn Trương Dương, nghĩ thầm anh không sử dụng chi phí chung để xuất ngoại bao giờ à? Đánh chết tôi cũng không tin. Trương Dương nói, tôi nói như vậy không phải phản đối mọi người xuất ngoại khảo sát, xuất ngoại hay là mời người nước ngoài tới đều là việc mà chúng ta luôn đề sướng. Chỉ có đi ra ngoài thì mới có thể học được những thứ tiên tiến của người khác, là chuyện tốt, nhưng tôi muốn hỏi, năm ngoái tốn 1.200 vạn, Tân Hải học được những gì? 1.200 vạn kinh phí đi nước ngoài này đã mang đến bao nhiêu hiệu quả và lợi ích cho Tân Hải? Không có người trả lời câu hỏi của hắn, không phải không dám trả lời, mà là vì trột dạ. Trương Dương nói, tôi đưa ra một ví dụ nhé, tháng 8 năm ngoái, Đồng chí tạm thế kiệt xuất lĩnh đoàn khảo sát gồm 15 người tới Australia khảo sát ngành chăn nuôi, nói là đi học tập nuôi bò sữa và gia công sữa bột của người ta. Thôi thì không nói tới vấn đề Tân Hải chúng ta cơ hồ là xem nhẹ ngành chăn nuôi và ngành sữa. Tôi muốn tính một khoản, đoàn khảo sát 15 người, ở Australia tổng cộng khảo sát 12 ngày, nói chi phí là hơn 500 vạn, nói cách khác chia đều một ngày gần 50 vạn nhân dân tệ, mỗi người một ngày hơn 3 vạn, con số này tôi không muốn truy cứu nữa biên lai like thoạt nhìn thì rất đầy đủ, tôi chỉ muốn hỏi một câu, 500 vạn có thể mua được bao nhiêu con bò sữa? Chỗ tiền này có phải là đã tiêu không đúng chỗ không? Đoàn khảo sát của một huyện, ra ngoài ngồi máy bay, còn phải là khoang hạng nhất. Xuất ngoại khảo sát, vì sao nhất định phải ở khách sạn cấp 5 sao? Khi tiêu chỗ tiền này, các anh có nghĩ tới hay không, chỗ tiền này đều là tiền mồ hôi nước mắt của người dân. Mục đích bọn họ giao tiền cho chúng ta không phải vì để chúng ta tiêu xài, mà là bởi vì bọn họ tin những quan phụ mẫu như chúng ta, tin chúng ta có thể dùng tiền của bọn họ đúng chỗ, tin chúng ta có thể cho bọn họ cuộc sống tốt hơn. Tôi không muốn đứng ở góc độ đạo đức để chỉ trích bất kỳ ai, tôi chỉ muốn hỏi một câu, khi các anh không chút đau lòng, thoải mái tiêu tiền, mang tiếng là chi tiêu cho việc công, lúc đó các anh có hỏi lương tâm của mình không? Các anh có từng nghĩ tới lời mình tuyên thệ khi nhậm chức không? Rốt cuộc là cái gì đã thay đổi tín ngưỡng của con người ta? Trương Dương lắc đầu, giọng nói của hắn trầm thấp mà hữu lực, một số người trong chúng ta chỉ có thể dùng hai chữ vô sỉ để hình dung. Trương Dương đưa tảm thế kiệt ra làm ví dụ, nhưng mọi người lại đều cảm thấy hắn đang nói vào mặt mình, nhất là phó bí thư huyện ủy lưu kiến thiết, mặt hắn đỏ bừng. Vé máy bay tới nước Mỹ lần này cũng là đặt khoang hạng nhất, chẳng lẽ Trương Dương đang ám chỉ mình. Hứa song kỳ cho rằng Trương Dương đã phạm phải chúng nộ rồi khiến nhiều người tức giận thật ra loại chuyện này sẽ không có ai vạch trần cả, chẳng những tân hải như vậy, bắc cảng như vậy, toàn bộ trong nước cũng đều là như vậy, trong thể chế có rất nhiều quy tắc ngầm, những quy tắc này cũng không thể đơn giản dùng đúng sai để đánh giá. Hứa Song Kỳ cho rằng mình phải nói một câu, Trương Dương luôn miệng nói rằng không đứng ở góc độ đạo đức cao hơn để chỉ trích người khác, nhưng hắn lại vừa hay đang làm như vậy. Hứa Song Kỳ nói: "Bí thư Trương, tôi muốn nói một câu, thật ra không phải mỗi lần khảo sát đều có thể mang đến hiệu quả và lợi ích." cho dù là thương gia làm ăn, mỗi lần đầu tư cũng không phải là có lãi. Trương Dương nói, huyện trưởng hứa cao kiến, tổng thu nhập tài chính năm trước của Tân Hải là 8.500 vạn, nhưng chỉ chi phí xuất ngoại cho cán bộ đã là 1.200 vạn, anh lấy thương gia làm ăn ra so sánh, nói cách khác chúng ta đã lỗ 1.200 vạn, không thấy được hiệu quả và lợi ích, là đi đánh bọt nước à. Hứa song kỳ nói, tôi không phải có ý này. Trương Dương nói, thương nhân tiêu tiền, lấy trục lợi làm đầu, Chúng ta tiêu tiền, chẳng những phải chú trọng lợi ích kinh tế mà còn phải chú trọng hiệu quả và lợi ích xã hội. Có một số tiền tiêu rồi có thể kiếm về, mà có một số tiền tiêu rồi thì không thể kiếm về. Ví dụ như xanh hóa lượng hóa thành thị mà tôi nói lúc trước, những việc này đều là công trình phục vụ cho dân, tiêu không ít tiền, nhưng sẽ không trực tiếp mang tới thu nhập tài chính cho huyện lý. Nhưng người dân có được lợi ích thực tế, người dân có được tiện ích, đây là hiệu quả và lợi ích xã hội không phải tôi hôm nay cứ lôi chuyện xuất ngoại ra mà nói, tôi chỉ là không hiểu, 1.200 vạn kinh phí xuất ngoại này rốt cuộc là mang tới hiệu quả và lợi ích kinh tế gì cho Tân Hải? Hay là mang đến hiệu quả và lợi ích xã hội thế nào? chương 1518, Thủ Hạ 3 Ánh mắt của Trương Đại Quan Nhân nhìn mọi người chung quanh, cuối cùng dừng lại trên mặt lưu kiến thiết, không có tí nào cả. Biết hiện tượng xuất ngoại bằng tiền công không chỉ tồn tại ở Tân Hải, ở toàn quốc cũng là một hiện tượng khá phổ biến, làm nông nghiệp thì đi học tập kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tiên tiến của nước ngoài, làm công nghiệp thì đi học tập sản xuất công nghiệp hiện đại hóa của nước ngoài, chỉ cần là muốn xuất ngoại thì luôn có thể tìm ra lý do, nhưng một người làm công tác đảng vụ không ngờ cũng muốn tới quốc gia tư bản chủ nghĩa học tập chủ nghĩa Mark Lenin, cái này không phải là nực cười ư. Mặt lưu kiến thiết đỏ như gấc, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nẻ nào mà chui vào, thằng cha này được lý mà không buông tha người ta, Hôm nay mình xem như đã lọt vào trong tay hắn rồi, tim lưu kiến thiết lạnh toát, đầu tiên là cảm thấy chán nản, lần này kế hoạch xuất ngoại phải thủ tiêu rồi, lát nữa sai người đi trả vé, mau mà mình vẫn chưa đi, nếu lần này xuất ngoại thành sự thực, sợ rằng triệt để bị Trương Dương nắm thóp, không khéo vì chuyện này mà xuống ngựa cũng nên. Hứa Song Kỳ lúc ban đầu còn nói được vài câu, giờ thì hoàn toàn trầm mặc rồi, y biết những lời mà Trương Dương nói đều là sự thật, người ta quả thực đứng ở điểm cao đạo đức. Trương đại quan nhân lại liệt kê xe công và phí chiêu đãi, hắn tổng kết tôi không dám nói tất cả chi tiêu công đều tồn tại hủ bại, dù sao có một số vẫn là tất yếu, nhưng tôi dám nói rằng trong đó nhất định có tồn tại hủ bại, hơn nữa còn là một bộ phận tương đối lớn, gia nghiệp có lớn đến thế nào cũng chẳng chịu nổi kiểu tiêu xài như vậy, lúc trước đã xảy ra rồi, tôi tạm thời không có quyền lên tiếng, nhưng từ hiện tại, tôi muốn thay đổi, tiền của mình thì biết tiết kiệm, vậy tiền của công thì sao, đó là của quốc gia. Của người dân, chúng ta không thể tiêu cho mình được, phải tiêu cho dân thì mới cảm thấy lòng thanh thản, mới đúng với lương tâm của mình. Trong các anh có thể sẽ có người nói tôi chuyện bé xé ra to, thành thị khác cũng như vậy cơ mà. Tôi ở đây nói rõ với các anh, cũng trịnh trọng nói với mỗi một cán bộ Tân Hải, tiền nên chi thì chúng ta sẽ chi, hơn nữa tuyệt đối không keo kiệt, nhưng tiền không nên tiêu thì một xu cũng không được tiêu, tiền mà tiêu cho người dân thì tôi chẳng đau lòng chút nào, nhưng con mẹ nó ai dám lấy danh nghĩa vì việc công mà tiêu tiền cho mình thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn." Hiện trường lặng ngắt như tờ, mặc dù có người oán thầm, thằng cha này sao có thể ở trong hội nghị trọng yếu như vậy mà chửi bậy, nhưng đa số người không thể không thừa nhận, người ta nói chuyện có lý. Trương Dương nói, nếu xuất ngoại không cần thiết có thể giảm bớt đi một chút, nếu xe công của chúng ta có thể mua ít đi vài chiếc, nếu lộ trình vô ý nghĩa của chúng ta có thể chạy ít đi một chút, nếu phí chiêu đãi công vụ ít đi một chút, tài chính của Tân Hải chúng ta sẽ không căng thẳng như vậy, chính vụ của chúng ta cũng sẽ không bị nhiều người dân lên án như vậy. Hứa Song Kỳ lại tìm được cơ hội để lên tiếng, "Bí thư Trương, nhưng muốn bắt ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ thì khó lắm, làm việc công cũng cần kinh phí, kinh phí làm công của huyện ta so với các hạt huyện khác của Bắc Cảng thì đã là ít nhất rồi." Trương Dương nói, "Đừng cứ mãi lôi người ta ra so sánh, chúng ta tự so sánh mình đi." Tân Hải muốn giàu lên thì phải từ chúng ta làm, khai nguyên và tiết kiếm, tiết kiệm là phải làm từ chúng ta, lúc trước vì sao xuất hiện nhiều lãng phí như vậy, đó là vì thiếu một cơ giám sát hữu hiệu. Hứa Song Kỳ nói, chúng ta ở phương diện này trước giờ đều có giám sát, đồng chí của cục thẩm kế vẫn làm ra không ít công tác mà. Trương Dương nói, giám sát, người nhà giám sát người nhà, hạ cấp giám sát thượng cấp. Anh thấy có thể làm hiệu quả ư? hứa xong kỳ bị hắn hỏi cho á khẩu không trả lời được trương dương nói phương pháp giám sát tốt nhất chính là công khai tiền mà các bộ môn chính phủ tiêu tiêu bao nhiêu tiêu vào đâu phải tiến hành công khai với người dân để người dân giám sát chúng ta không phải thường nói mắt quần chúng sáng như tuyết ư sao tới những lúc như thế này lại không để quần chúng tham chính bộ trưởng tuyên truyền vương quân cường nói bí thư trương ngài nói nhưng quần chúng quá nhiều không phải mỗi người dân đều có thể lý giải phương châm chính sách của chúng ta, dưới tình thế trước mắt, công khai có thể không mang tới tác dụng tốt, ngược lại sẽ sinh ảnh hưởng xấu." Trương Dương mỉm cười nói, sợ sinh ra ảnh hưởng xấu thì anh lau đít mình cho sạch đi. Vương Quân cường mặt đỏ bừng không nói gì được nữa. Cuộc họp thường ủy lần này thành hội phê bình, Trương Dương nói, về chi phí chung, sắp tới tôi sẽ cho người lập ra một tiêu chuẩn cụ thể, đến lúc đó sẽ đưa ra để mọi người thảo luận. Không ai lên tiếng, chỉ cần mở miệng chính là tự tìm mất mặt, đám bánh quẩy chính trị này ai cũng có thể thấy rõ tình thế. Trương Dương nói, chuyện khu khai phá Tân Hải cần phải làm nhanh, bộ nông nghiệp đã đem chuyện khu khai phá Tân Hải chiếm dụng đất ruộng thành điển hình phản diện, chúng ta cần phải hoàn thành trả đất cho dân nhanh một chút, sửa chữa sai lầm đã hình thành. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Song Kỳ, "Huyện trưởng Hứa, tôi thấy chuyện này anh phải tự mình nắm đấy." hứa xong kỳ bị bài phát ngôn của trương dương hôm nay khiến cho tâm tình không tốt y chán nản nói bí thư trương nói thế nào thì làm thế nấy đi những lời này tỏ ý bất mãn với trương dương cũng bất lực với hiện thực quan to hơn một cấp thì đè trên người con mẹ nó là ai nói vậy rất sâu sắc sau khi cuộc họp thường ủy chấm dứt phó bí thư huyện ủy lưu kiến thiết ngay lập tức tới văn phòng của trương dương đầu tiên thành khẩn thừa nhận sai lầm của mình với trương dương Trương đại quan nhân lạnh lùng cười nói, lão lưu à, sao tự dưng anh lại đến thừa nhận sai lầm. Hôm nay hôm nay ở trên cuộc họp thường ủy phát ngôn tuy rằng hơi kịch liệt một chút, nhưng tôi là nhầm vào hiện tượng này chứ không phải nhầm vào cá nhân anh, anh trăm ngàn lần đừng để trong lòng. Lưu kiến thiết trong lòng chửi cả 18 đời tổ tông của Trương Dương, nhưng trên mặt thì vẫn làm bộ khiêm cung, bí thư Trương, ngài nói đúng, tôi suy nghĩ một chút, thấy với tình trạng của Tân Hải trước mắt, thời cơ khảo sát xuất ngoại vẫn chưa chín mùi, cho nên tôi định hủy bỏ hoạt động xuất ngoại khảo sát lần này." Trương Dương nói, "Không phải khảo sát lần này từ năm ngoái đã được phê duyệt rồi ư?" Lưu Kiến thiết đáp, "Nhưng chuyện đang không ngừng phát triển và biến hóa, năm ngoái cảm thấy còn cần thiết, nhưng hiện tại xem ra xuất ngoại khảo sát đã không còn bức thiết nữa rồi, xuất ngoại chưa chắc đã có thể đạt được hiệu quả mong muốn, nếu không thể mang đến hiệu quả và lợi ích lớn cho Tân Hải thì cũng không cần thiết phải xuất ngoại, cho nên tôi quyết định hủy bỏ." Trương Dương nói, Lão Lưu à, anh đúng là người làm công tác đảng đoàn, giác ngộ đúng là cao những đồng chí khác, so với những đồng chí không có điều kiện cũng phải sáng tạo ra điều kiện để xuất ngoại khảo sát. Anh có cơ hội xuất ngoại khảo sát lại muốn chủ động từ bỏ, tinh thần này rất đáng khen ngợi. Lưu kiến thiết làm sao có thể không nghe ra ý trào phúng trong lời nói của thằng cha này, hắn cố nặn ra một nụ cười, không cần biểu dương gì đâu, chúng ta là công bộc của nhân dân, Điều đầu tiên phải nghĩ tới là lợi ích của người dân, điểm xuất phát của tất cả chúng ta là lo nghĩ cho người dân. Trương đại quan nhân cầm chén trà lên, hắn là đang hạ lệnh đuổi khách, lần này coi như Lưu Kiến Thiết anh thức thời, anh nếu dám tìm kế suất ngoại khảo sát nữa, đối tượng đầu tiên mà ông đây khai đao sẽ là anh, còn con mẹ nó ở trước mặt tôi giả mù sa mưa nữa à, có cần thiết không? Đừng làm mất thời gian của tôi. Lưu Kiến Thiết cũng có chút tầm mắt, vội vàng cáo từ Trương Dương. Lưu Kiến Thiết rời khỏi văn phòng Trương Dương, bước vào trong ánh nắng giữa trưa, nhưng trong lòng như phủ mây đen, thằng cha này rốt cuộc muốn làm gì. Mới đến Tân Hải, hắn nhìn thì như là chẳng quan tâm tới gì cả, nhưng trên thực tế hắn căn bản chính là là đang tìm hiểu tình huống. Sau khi quen thuộc với tình huống của Tân Hải, thằng cha này liền từ từ lộ ra nanh vuốt, hiện tại đã hoàn toàn lộ ra vẻ hung ác rồi, bước tiếp theo có phải sẽ đại khai sát giới hay không? Lưu Kiến Thiết không khỏi cảm thấy có chút kinh hãi, nếu Trương Dương thực sự muốn tính cả nợ cũ nợ mới, Tân Hải không biết sẽ có bao nhiêu người xui xéo, hắn bắt đầu nhớ khi Tạm Thế Kiệt còn tại nhiệp, Tân Hải khi đó hài hòa cỡ nào, mọi người bình an vô sự cỡ nào. Quan trường Tân Hải hòa hợp êm thấm biết bao, nhưng từ sau khi thằng cha này đến, toàn bộ Tân Hải liền trở nên thần hồn nát thần tính, ai nấy đều cảm thấy bất an, lưu kiến thiết cảm thấy cần phải có hành động, nếu không tình trạng của Tân Hải sẽ liên tục ác liệt thêm chương 1519, hối hận một Bên trong thường ủy Tân Hải không chỉ lưu kiến thiết có ý nghĩ như vậy, biểu hiện càng ngày càng cường thế của Trương Dương đã khiến rất nhiều người cảm thấy như mưa gió sắp ập đến. Bài phát ngôn của Trương Dương hôm nay trên cuộc họp thường ủy tuyệt không chỉ nhằm vào lưu kiến thiết, hắn là mượn đề tài dùng tiền công xuất ngoại để nói chuyện của mình. Kế tiếp chính là hắn sẽ cải cách việc chi tiêu công vụ một cách hẳn hoi, rất khó đảm bảo cải cách của hắn chỉ là đi lên, có khả năng rất lớn trong đây tồn tại việc tính sổ, Hắn trên cuộc họp thường ủy lấy Tạm Thế Kiệt ra làm ví dụ, liệu có phải là hắn muốn lật lại tất cả trong quá khứ không? Tạm Thế Kiệt chấp chính Tân Hải Tân Hải lâu như vậy, hiện tại tuy rằng đã đi rồi, nhưng sức ảnh hưởng chính trị vẫn còn, chuyện trương dương trên cuộc họp thường ủy Tân Hải công khai lên án y đã được truyền tới tai y. Tạm Thế Kiệt thân là phó chủ nhiệm khoa ủy có chút đứng ngồi không yên, nghe hứa xong kỳ kể lại những gì xảy ra trên cuộc họp thường ủy, Tạm Thế Kiệt mặt mày xám xịt. Hắn có chút phẫn nộ quát, hắn cho rằng trên đời này chỉ có một mình hắn là Thanh Liêm Ư. Vì tự thổi phồng mình lên, bôi nhọ người khác như vậy, loại người này tôi không phải chỉ gặp một người đâu. Hứa Song Kỳ nói, bí thư tạm, tôi hiện tại chẳng có tâm tình để làm tiếp nữa, người này từ cao tự đại, dã tâm bành trướng, trong mắt hắn, tân hải là của một mình hắn, người khác bất kể làm gì cũng đều là sai cả, còn bản thân hắn cho dù là làm sai thì cũng là chính xác. Mọi người vốn là một đoàn đội, nhưng hiện tại biến thành một mình hắn đơn đả độc đấu, ai muốn nói gì thì hắn sẽ đứng ra đánh với người đó. Cuộc họp thường ủy Tân Hải đã hoàn toàn thành một mình hắn độc đoán, bí thư tạm, mọi người đều đang hoài niệm khi ngài còn chấp chính đó. Tạm Thế Kiệt nói, nếu không có đảm đương, nếu tôi lúc trước đẩy trách nhiệm cảng Phước Long cháy lớn cho người khác, tôi hiện tại việc gì phải đến loại địa phương như khoa ủy này. Tôi đã không còn quan hệ gì với Tân Hải nữa rồi, hả? Hắn vẫn không chịu thôi lôi chuyện của tôi ra. Định phá hủy hình tượng của tôi ư, tôi tới Australia không phải vì khảo sát ư. Ai nói tôi là đi khảo sát hạng mục bò sữa? Tôi khảo sát lợn New Zealand mà, nếu tôi còn ở Tân Hải, hạng mục này sớm đã được đưa vào rồi, 500 vạn nguyên, cho dù tốn 500 ngàn để thành công dẫn tiến hạng mục lợn New Zealand thì cũng không phải nhiều. Hứa xong kỳ cười cười, đến bây giờ y cũng chưa hiểu được lợn New Zealand mà Tạm Thế Kiệt nói là hạng mục gì. Tạm Thế Kiệt nói lợn của chúng ta ăn thức ăn gia súc, lợn của người ta ăn cỏ, lớn nhanh, chất thì tốt, nếu có thể dẫn tiền vào trong nước, chăn nuôi đại quy mô, hiệu quả và lợi ích kinh tế về sau cho Tân Hải là không thể đánh giá trước được, cho rằng tôi tôi Australia làm gì? Đi ăn chơi đàng điếm ư? Hứa Song Kỳ nói, bí thư tạm, ngài đừng nóng giận, ngài chưa từng tiếp xúc với tên Trương Dương đó, loại người như hắn ngoài hai chữ cuồng vọng ra thì không thể hình dung được. Tạm Thế Kiệt nói, tôi mặc kệ hắn cuồng vọng hay là không cuồng vọng, tôi quyết không cho phép người khác bôi nhọ danh dự của tôi, tôi làm quan cả đời, chưa từng có ai nói tôi như vậy, tiếng quan trong sạch cả đời của tôi không thể bị phá hủy ở trong tay một tên tiểu bối vô tri. Hứa song kỳ nghĩ thầm, anh có thể cũng chỉ là nói miệng thôi, hiện tại anh chỉ là một phó chủ nhiệm khoa ủy, anh có thể làm gì được hắn. Tạm Thế Kiệt nói, không phải tôi nói anh đâu, nhưng các anh làm ở Tân Hải bao nhiêu năm rồi hắn thì mới đến Tân Hải được vài ngày, vậy mà đã khiến cho đám các anh đầu óc choáng váng. Các anh sao không dùng đầu mà nghĩ? Hứa song kỳ nói, hắn là người đứng đầu, tôi nói có tác dụng gì không? Tạm thế kiệt nói, hắn một mình có thể nắm được tất cả công tác ư, tôi không tin. Hứa song kỳ nói, bí thư tạm, anh không biết người này đấy thôi, hắn rất cuồng vọng, hơn nữa hắn có bối cảnh, hiện tại ngay cả bí thư hạng cũng đã ủng hộ công tác của hắn, Tạm Thế Kiệt nói, không ai dám cam đoan mình vĩnh viễn không làm sai, hắn cũng không thể, kiên nhẫn chờ đi, nhất định có thể tìm được cơ hội. Hứa song kỳ không biết cái gọi là cơ hội của Tạm Thế Kiệt là gì, chỉ coi như là y thuật miệng phát tiết một chút oán khí mà thôi. Một loạt biểu hiện cường thế gần đây của Trương Dương ở Tân Hải tất nhiên dẫn tới không ít sự chú ý, theo đó sản sinh ra không ít lời trách móc, chuyện di rời hai nhà xưởng trong khu khai phá dần dần xuất hiện chuyển cơ, lít đồ của nhà máy chế phẩm sinh vật biển Alpha vẫn kiện trương dương lên bộ ngoại giao, nhưng cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì, hắn tất nhiên rất không cam lòng với kết quả như vậy. Ba lần bảy lượt tới đại sứ quán khiếu nại, đến cuối cùng, người Pháp cũng phiền, căn bản không muốn quan tâm tới hắn nữa. Nhị quỷ dù sao cũng là nhị quỷ, người Pháp vẫn không đối đãi với hắn như người nước mình, hơn nữa chỉ là việc của một xí nghiệp nhỏ ở Tân Hải, người Pháp thật sự không muốn làm căng, trước mắt quan hệ trang Pháp vẫn rất hiếu hảo, đại sứ quán tất nhiên không muốn vì việc loại việc nhỏ này mà cả ngày gõ nhịp với bộ ngoại giao. Trong quá trình lít đồ khiếu nại cũng đã nhận thức và tìm hiểu rõ ràng về Trương Dương, biết cha nuôi của Trương Dương là phó thủ tướng văn của quốc vụ Việt, hơn nữa rất có thể vào nhiệm kỳ tới lên đứng đầu quốc vụ Việt, ngay cả bộ trưởng ngoại giao cũng nghe tên hắn, chẳng trách Trương Dương thản nhiên như vậy, mình có kiện tiếp cũng chẳng có kết quả gì. Lít đồ suy đi tính lại, cuối cùng đưa ra nhượng bộ với phía Tân Hải, 2.000 vạn cầm được 2.000 vạn hắn sẽ đi, ngay cả nhà xưởng cũng bỏ, nhưng yêu cầu của hắn được đưa đến chỗ Trương Dương, Trương Dương chỉ trả lại một câu, không có cửa đâu. Nếu cầm chỗ đơn phạt của hắn trong mấy năm nay ra tính, hắn không những không cầm tiền đi được, mà còn nợ chính phủ Tân Hải mấy trăm vạn. Lít đồ miệng thì nói 2.000 vạn, thiếu một xu cũng không được, hưng trong lòng thì đầy bất lực và tuyệt vọng, nhà xưởng của hắn vốn đã kinh doanh không tốt, hiện tại bị lâm vào trạng thái ngừng sản xuất, từ sau khi đắc tội với Trương Đại Quan Nhân, Cục Bảo vệ Môi trường, Cục Thuế vụ, Công đoàn, Hội Phụ ưu ú thay nhau tới viết đơn phạt, Cục Phòng cháy chữa cháy cũng năm lần bảy lượt tới gây phiền phức, chỉ cần là đơn phạt đóng lại thôi cũng cả tập. Hắn muốn gặp Trương Dương để nói chuyện tử tế, nhưng hắn ngay cả cửa lớn của Trung tâm Hành chính huyện cũng không thể vào nổi. Lít đồ hiện tại cuối cùng cũng kiến thức được cái gì gọi là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, hiện tại Trung Quốc đã không còn như trước đây, không phải anh lôi ra quốc tịch ngoại quốc là người khác phải sợ anh. Vào lúc Lít Đồ tâm tàn ý lạnh muốn bỏ của chạy lấy người, bỗng nhiên nghe nói bí thư Trương Đích Thân tới khu khai phá tiến hành thị sát. Trương Dương lần này đi thị sát cùng Phó Huyện trưởng Thường vụ Đồng Ngọc Vũ, tuy rằng Đồng Ngọc Vũ có chút không tình nguyện, nhưng không thể không sắm vai dẫn ra pháp trường này, gã cũng ít nhiều hiểu Trương Dương, tuy rằng Trương Dương phàm là chuyện gì cũng đều gọi mình theo, nhưng Trương Dương vẫn chưa thực sự coi mình là thân tín, vẫn chưa kéo gã vào trong trận doanh bên ta. Đồng Ngọc Phú cảm thấy tình cảnh của mình rất xấu hổ, đám cán bộ kỳ cựu của Tân Hải đều cho rằng gã nịnh bợ Trương Dương, hoàn toàn đổ về phía trận doanh của Trương Dương. Mà Trương Dương đối với hắn thì ngoài nóng trong lạnh, căn bản không tin gã, cho nên kéo gã theo, mục đích là để chế tạo sư chia rẽ giữa hắn với những người khác. Thằng ôn này tuy trẻ tuổi nhưng rất lắm trò. Thường Hải Thiên cũng đi cùng, sau khi gã đến Bắc Cảng, cùng vợ chưa cưới Trần Tĩnh chơi vài ngày ở phụ cận, hôm nay mới đến Tân Hải, gã lần này tới Tân Hải còn có một mục đích, nhà máy chế phẩm sinh vật biển Alpha từ hai tháng trước đã liên lạc với gã, lít đồ muốn chuyển nhượng nhà xưởng, cho nên khi thường Hải Thiên nói chuyện này với Trương Dương, Trương Dương không khỏi bật cười, lít đồ này đúng là xảo trá, rõ ràng là tự mình làm không nổi, nhưng vẫn muốn nhân cơ hội di rời khu khai phá để gõ chính phủ một gậy. Loại người này không cho một bài học thì không được. Bởi vì Trương Dương áp dụng thái độ cứng rắn với nhà máy chế phẩm sinh vật biển, nhà máy chế tạo máy công cụ còn lại của khu khai phá cũng được gợi ý, bọn họ có chuyển biến tốt, đồng ý yêu cầu di rời của phía Tân Hải, không đề xuất bồi thường gì cả, tiếp nhận ý kiến bồi thường trên thuế và chính sách, cho nên Alpha càng cô đơn. Nhà máy chế phẩm sinh vật biển Alpha là nơi khảo sát cuối cùng của Trương Dương lần này, hiện tại phân xưởng trong nhà máy hơn phân nửa đã ngừng sản xuất, Trương Dương biết rất rõ tình huống của nhà máy, đoàn xe của bọn họ vừa tới cửa nhà máy liền nhìn thấy lít đồ xuất lĩnh cao tầng của xí nghiệp ra nghênh đón. Mặt của thương nhân so với thời tiết tháng 6 còn biến hóa mau hơn, đừng nhìn hai ngày trước lít đồ ở trước mặt Trương Dương thì bày ra bộ dạng chiến đến chết, nhưng hiện tại hắn đã chịu đủ đau khổ rồi, lập tức bắt đầu thấy gió thì bẻ lái, mặt mày tươi cười đi tới trước mặt Trương Dương, mang theo hy vọng và vinh hạnh vươn tay ra, bí thư Trương, hoan nghênh ngài đến nhà máy của chúng tôi chỉ đạo công tác chương 1520, hối hận 2. Trương Dương không bắt tay với hắn, bởi vì căn bản là không cần thiết, hắn ở tận đáy lòng rất ghét loại nhị quỷ phản phúc vô thường này. Thường Hải Thiên trước đó đã gặp mặt Lít Đô, Lít Đô nhìn thấy Thường Hải Thiên thì không khỏi ngẩn ra, không ngờ Thường Hải Thiên lại tới Tân Hải vào lúc này. Có điều trước mắt hắn vẫn cố không nhắc tới chuyện chuyển nhượng với Thường Hải Thiên, bước nhanh theo Trương Dương, nói, Bí Thư Trương, tôi đã cân nhắc rồi, tôi cũng là một phần tử của Tân Hải, đối với sự phát triển của Tân Hải trong tương lai tôi sẽ ủng hộ toàn lực, tôi đồng ý di rời, chỉ cần huyện lý cho tôi. Trương đại quan nhân giơ tay lên cản không cho hắn nói tiếp, lạnh lùng bảo, miễn bản điều kiện, tôi hôm nay chỉ thuận đường qua đây, bởi vì chuyện của anh vô cùng đặc thù, đại sứ quán nước Pháp thông qua bộ ngoại giao đã tiến hành can thiệp, chúng tôi cũng rất trọng thị loại ảnh hưởng quốc tế này, quyết định tôn trọng ý kiến của anh. Lít đồ mặt mày mê mang, bí thư trương, tôi, không hiểu lắm, Trương Dương nói, tôi sau khi cân nhắc, cho rằng nhà xưởng của anh có thể tạm thời không cần di rời, nhưng anh phải cải thiện ở phương diện bảo vệ môi trường. Đây là trường hợp đặc biệt rồi, về sau khu khai phá này sẽ trả đất cho dân, chỉ lưu lại xí nghiệp của anh, nếu anh không nhanh chóng cải thiện vấn đề bảo vệ môi trường, tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho nông nghiệp chung quanh thì phải gánh vác trách nhiệm. Trong lòng lít đồ run lên, anh thế này không phải là chơi tôi ư. Không ngờ xung quanh đều biến thành đồng ruộng, chỉ để lại độc có xí nghiệp của tôi, anh thế là hại tôi, nông thôn bao vây thành thị, anh là muốn chơi tôi đến chết. Trương đại quan nhân chắp tay sau lưng đi lòng vòng trong nhà xưởng, vừa đi bộ vừa chỉ trỏ, lít đồ lặng lẽ tới bên cạnh Thường Hải Thiên, nói khẽ thường tổng. Thường Hải Thiên nhìn hắn một cái rồi nói, có việc gì à? Lít đồ cười nói, anh và bí thư trương là bằng hữu à? Thường Hải Thiên cười nói, có quen nhau, người trên thương trường lúc nào cũng nói vậy lít đồ nói chuyện lần trước anh bàn với tôi tôi đã cân nhắc rồi thường hải thiên không đợi hắn nói hết đã lắc đầu chuyện này tôi cũng phải cân nhắc thận trọng hôm nay tới đây cũng là vì chuyện này thứ cho tôi nói thẳng điều kiện cơ sở của alpha rất bình thường hơn nữa thường hải thiên nhìn nhìn trương dương ở đằng trước tựa hồ không có phát triển lít đồ nói chỉ là gần đây gặp chút vấn đề tình hình sản xuất kinh doanh của nhà máy trước giờ rất tốt nếu không phải tôi muốn chuyển trọng tâm về Pháp thì tôi cũng chẳng chuyển nhượng nhà máy đâu. Thường Hải Thiên nói, tiếc à, thế giữ lại mà dùng. Sau khi tìm hiểu nội tình, Thường Hải Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội một đao tất sát. Lít đồ vẻ mặt đau khổ, biết Thường Hải Thiên khẳng định đã mò rõ nội tình của mình rồi. Từ thái độ vừa rồi của Trương Dương hắn cũng biết được, muốn lấy tiền bồi thường từ phía Tân Hải là điều không tưởng, hơn nữa Trương Dương có ý định chơi hắn, cho dù hắn kiên trì mở nhà máy, chỉ tiền phạt thôi cũng khiến hắn sạt nghiệp rồi, lít đồ hối hận rồi, thà lúc trước thành thành thật thật đáp ứng yêu cầu di rời, hắn đầu tư trước sau cũng không ít tiền, giờ mà bỏ thì thật sự là không cam tâm. Thường Hải Thiên nhìn thấy bộ dạng rối rắm của lít đồ trong lòng trong lòng thầm buồn cười, thật ra điều kiện cơ sở của Alpha không tồi, ít nhất so với nhà máy chế phẩm sinh vật biển Hải Thiên của so với hắn thì tốt hơn nhiều, theo sự mở rộng của thị trường. Trước mắt quy mô của nhà xưởng đã không thể thích ứng với yêu cầu phát triển, đối với Thường Hải Thiên mà nói, phải tái sản xuất mở rộng, nhưng mua thiết bị hoàn toàn mới cần không ít tiền, hơn nữa kinh tế Nam Bắc Bình Hải tranh lệch khá lớn, tiêu chuẩn tiền lương của phía tỉnh Hải Nam tích lên từng năm. Thậm chí so với thành phố nhỏ ở Bắc Bộ Bình Hải Tân Hải này thì cao hơn gấp đôi, Thường Hải Thiên không thể không tính toán tới phí tổn, so với tiến hành mở rộng trên cơ sở vốn có của tỉnh Hải, chẳng thà mở nhà máy chi nhánh ở Tân Hải này. Đây mới là nguyên nhân căn bản hắn nhìn chúng nhà máy Alpha. Lít đồ tuy rằng bị thường hải thiên cự tuyệt, nhưng vẫn có chút không cam lòng, giới hạn của hắn hướng đã hạ xuống một ngàn vạn, chỉ là Trương Dương không cho hắn cơ hội lên tiếng mà thôi. Lít đồ cắn cắn môi, nói khẽ với thường hải thiên, thường tổng, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế đi. Thường hải thiên dừng chân cười nói, lít đồ tiên sinh, nói thẳng nhé, tôi thừa nhận, lúc trước tôi quả thực có hứng thú với nhà xưởng của anh, nhưng sau khi tiến hành khảo sát thì phát hiện nhà xưởng của anh tồn tại thiếu sót ở rất nhiều chỗ, hiện tại khu khai phá Tân Hải di chuyển chỉnh thể, vô hình chung lại ra thẳng một khoản phí tổn đầu tư rất lớn cho nhà xưởng, trong lúc di rời lại không được sản xuất bình thường, hơn nữa phương diện xử lý bảo vệ môi trường của anh tồn tại vấn đề lớn, thứ cho tôi nói thẳng. Anh hiện tại đã lâm vào khốn cảnh rồi, kinh doanh thì đình trệ, quan hệ của anh và quan viên chính phủ địa phương cũng rối tinh rối mù, làm ăn trong nước phải chú ý tới nhân hòa, anh đắc tội với bí thư trương, chuyện này rất nhiều người đều biết. Anh kiện anh ta lên bộ ngoại giao, nhưng kết quả thì như thế nào quan hệ của bí thư trương và phó thủ tướng văn anh có biết không một loạt câu hỏi của thường hải thiên khiến chút lòng tin cuối cùng của lít đồ đã bay biến sạch tôi thật sự không biết chuyện phức tạp như vậy thường hải thiên nói alpha ở trong tay anh chỉ có đường chết mà thôi hơn nữa nội tình của anh mọi người đều rõ hiện tại sẽ không có bất kỳ ai thay anh tiếp lấy cái cục diện dối rắm này đâu lít đồ nói nhưng tôi trước sau đã đầu tư nhiều như vậy Thường Hải Thiên nói, hiện tại không phải thời kỳ đầu của cải cách, không phải mỗi một khoản đầu tư đều có thể kiếm được một bát, đầu tư lỗ đâu đâu cũng có, muốn làm ăn tốt ở Trung Quốc, không những cần đầu óc kinh doanh, còn cần hiểu rõ chính sách, lĩnh hội được tinh thần của chính phủ địa phương, về phần quan hệ nhân tế càng là trọng yếu nhất, là người cùng nghề, tôi cho anh một lời khuyên từ bỏ càng sớm thì tổn thất của anh sẽ càng nhỏ. Lít đồ biết Thường Hải Thiên nói đúng, hắn ngay cả ý muốn tự tử cũng có, thở dài nói, trải qua chuyện này tôi xem như tâm ý nguội lạnh rồi, cùng lắm thì tôi bỏ của chạy lấy người. Nhưng tôi vẫn tiếc khoản đầu tư này. Thường Hải Thiên nói, vừa rồi Bí Thư Trương nói gì thì anh cũng nghe thấy rồi đó, anh có thể không di rời, nhưng theo như tôi biết, đất của khu khai phá này rất nhanh sẽ trả lại cho người dân, không lâu nhưng, chung quanh nhà xưởng của anh tất cả là đồng ruộng, nói cách khác. Việc bài trừ chất thải của anh phải phù hợp nghiêm cẩn với yêu cầu quốc tiêu, một khi tạo thành tổn thất cho người dân, chật chật, chỉ sợ anh có mang toàn bộ gia nghiệp ra cũng cũng không đủ để nộp phạt. Thường Hải Thiên tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân, Lít Đồ cũng đã cân nhắc đến điểm này, hắn đương nhiên cũng hiểu rõ Thường Hải Thiên là mượn cơ hội để ép giá, Thường Hải Thiên khẳng định có hứng thú đối với nhà máy của mình, bằng không gã căn bản sẽ không nói nhiều như vậy với mình. Lít Đồ cắn chặt răng nói, Thường Tổng, 500 vạn anh có hứng thú hay không, đây là giới hạn cuối cùng của tôi rồi, không thể thấp hơn nữa. Thường Hải Thiên cười nói, là người cùng ngành tôi khuyên anh nhé, tôi cũng thừa nhận, tôi trước đây quả thực từng có hứng thú với Alpha, nhưng hiện tại, gã lắc đầu nói, không có bất kỳ ai nguyện ý tiếp hận một cục diện dối rắm cứ tiếp tục như vậy, không lâu nữa sẽ phải gán nợ, tôi tiếp nhận từ tay anh, chẳng bằng chờ chính phủ bán đấu giá, đến lúc đó chỉ sợ tôi ngay cả 100 vạn cũng không tốn. Lít đồ trong lòng nhỏ máu, thời buổi này không có quan hệ thì đúng là không được, mình cho rằng đổi quốc tịch Pháp, sau khi về có thể cao hơn người ta một bậc, muốn làm gì thì làm nhưng sự thật chứng minh ở trong hoàn cảnh đặc thù của trung quốc mặc kệ anh là giặc tây hay là nhị quỷ ai cũng có thể đánh cho anh mặt mũi bầm dập lít đồ cuối cùng đành nói thường tổng ngài ra giá đi thường hải thiên lắc đầu anh vẫn không minh bạch ý tôi gã bước đi lít đồ gấp đến độ tóm lấy tay của gã thường tổng giọng nói tràn ngập vẻ cầu xin thằng cha này biết mình đã không còn đường lui thường hải thiên là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của hắn tuy rằng trong lòng hắn hiểu rõ, quan hệ của Thường Hải Thiên và Trương Dương không bình thường này hai người này căn bản là cùng nhau chơi mình, nhưng mình hết cách rồi, so với tất cả tiền đầu tư đều đổ xuống sông xuống biển, chẳng thà cố vớt chút gì đó, ít nhiều gì cũng vãn hồi được chút tổn thất. Thường Hải Thiên nói, tôi cũng nói thập TV với anh, nếu thực sự có lòng chuyển nhược, tôi cũng chỉ có chút hứng thú với dây chuyển sản xuất của anh thôi, mua dây chuyển sản xuất hoàn toàn mới cũng chỉ 400 vạn. Tôi đòi 500 vạn cũng không phải nhiều, Dây chuyền sản xuất của tôi mua mới được một năm, hơn nữa sản lượng rất ít, nếu các anh mua mới cộng thuế thì không chỉ có cái giá này đâu, hơn nữa nhà máy của tôi có nhiều nhà xưởng như vậy, còn có rất nhiều công nhân được huấn luyện. Trường 1521, Hối hận 3 Thường Hải Thiên nói, liệt đột tiên sinh, nói như vậy thì không có hậu đạo rồi, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày, dây chuyền sản xuất của anh đã lạc hậu rồi, về phần nhà xưởng, ai chẳng biết anh sắp phải di rời công nhân có nghề trong tay tôi nhiều lắm, 500 vạn thì tôi sẽ không suy nghĩ, thế này đi, tôi trả anh 200 vạn. Lít đồ mặt mũi trắng bệch mặt mũi trắng bệch, thường tổng, anh đây là cho bố thí. Thường Hải Thiên nói, vậy anh cứ coi như tôi không nói gì, thật ra tôi thật sự không có ý tứ bàn tiếp nữa, 200 vạn là tôi trả cao rồi đấy, mọi người thôi thì là bạn đi, bàn chuyện làm ăn làm gì nữa. Thường Hải Thiên lại bỏ đi. Lít đồ hạ quyết tâm, 400 vạn. Thường Hải Thiên đã bước nhanh tới cạnh Trương Dương. 300 vạn. Thường Hải Thiên kêu lên, bí thư Trương, ngài đợi tôi đã. Lít đồ nắm chặt hai tay, 250 vạn, không thể bớt được nữa. Thường Hải Thiên dừng chân, nghĩ thầm 250 vạn, sớm biết như vậy, con mẹ nó lúc trước anh đi làm găng với Trương Dương làm gì, thế chẳng phải là lấy trứng trọi đá ư, nhưng không có thằng cha có mắt không chồng này thì lấy đâu ra tiện nghi hiện tại cho gã chiếm. Thường Hải Thiên thở dài, Gia vẻ khó xử nói, mọi người đều là cùng nghề, tôi thật sự không đành lòng nhìn thấy anh ra nông nỗi này, thôi thì cứ vậy đi. Hôm ấy Lít Đồ và Thường Hải Thiên Ký kết hợp đồng chuyển nhược, bí thư huyện ủy Trương Dương và phó huyện trưởng thường vụ Đồng Ngọc Vũ chứng kiến, Lít Đồ vẻ mặt cầu xin, so với cha đẻ chết thì còn thảm hơn, nhưng hắn hiện tại cũng thấy rõ được hiện thực, so với sống dở chết dở, chẳng ta vãn hồi chút tổn thất rồi bỏ của chạy lấy người. Thường Hải Thiên chiếm được một tiện nghi lớn, Lít đồ lúc ban đầu muốn một ngàn vạn phí chuyển nhược, hiện tại chỉ mất 250 vạn đã có được rồi, chuyện này phải đa tạ Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân cũng không phải định giúp anh rể chơi người khác, nếu là trước kia thì kiểu gì cũng liên quan tới ủy thế hiếp người, có điều nguyên nhân của chuyện này là ở Lít đồ, thằng cha này thuộc loại nhân vật nể mặt mà không cần, lúc trước nói ngon nói ngọt bảo hắn gì rời, hắn không đi, lại còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, há miệng ra đòi 8 ngàn vạn, rượt tiền à về sau còn kiện lên bộ ngoại giao, đối với loại người như vậy phải giết một người dân trăm người, nếu không xí nghiệp hùn vốn đầu tư bên ngoài của Tân Hải sẽ học theo rồi được lăng chân lăng đằng đầu, thực sự cho rằng đang ở nước của mình. Trên đường trở về, Trương Dương và Thường Hải Thiên đi cùng nhau, Thường Hải Thiên cười nói, tối nay tôi mời khách, mọi người ăn mừng một chút. Trương Dương nói, chuyện tốt bánh từ trên trời rơi xuống rơi trúng đầu anh, anh mời khách là đúng. Thường Hải Thiên cười nói, chuyện này ít nhiều cũng nhờ anh, nếu không phải có bàn tay phiên vân phúc vũ xê bí thư trương, tôi nào có chiếm được tiện nghi lớn như vậy. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ, nói chuyện đương nhiên không cần phải cố kỵ. Trương Dương nói, tiện nghi tuy rằng anh chiếm, nhưng tôi cũng không nói trước, chuyện di rời phải làm nhanh một chút. Thường Hải Thiên nói, không thành vấn đề, tôi khẳng định sẽ không kéo chân sau của An, thủ tục giao nhận hoàn thành là tôi sẽ bắt tay di rời. Trương Dương cười nói, xét thấy sự phối hợp của anh đối với xây dựng thành thị, tôi quyết định cho anh quyền ưu tiên chọn đất của khu khai phá trong tương lai, cũng cho anh phần thưởng thu nhập từ thuế. Thật ra những điều kiện này đều là lúc trước Trương Dương muốn cho lít đồ, đáng tiếc thằng cha này không thức thời. Thị trường giao dịch ô tô sau một lần chỉnh đốn ngắn ngủi đã khôi phục buôn bán, liên tục hai lần chỉnh đốn khiến nhóm buôn lậu xe của thị trường giao dịch ô tô cảm thấy khí tức lạnh cam sắp tới, giao dịch xe lậu trước luôn ngang nhiên giờ đã phải thu liếm. Sau khi Trình Diễm Đông đảm nhiệm chức Cục trưởng Công an Tân Hải, nghiêm khắc quản lý xe, theo các loại biện pháp được đưa vào, thị trường giao dịch ô tô Tân Hải so với trước đây thì quy củ hơn nhiều, nhưng theo đó sinh ý cũng vắng vẻ đi. Tất cả thường ủy đều tỏ vẻ không hiểu chuyện này, vấn đề di rời khu khai phá đã hoàn toàn được giải quyết, khu khai phá vốn có đã được chia thành hai khối, phân biệt ở Nam Bắc Cảng khu Cảng Hậu Cần, quy hoạch phía Bắc là khu vườn công nghiệp, quy hoạch phía Nam là vườn hậu cần tương lai, Nhờ vào sự tiện lợi của Phước Long, phương tiện cơ sở trong ngắn hạn đều đã bắt đầu được thi công, Trương Dương giao chuyện này cho phó huyện trưởng thường vụ Đồng Ngọc Vũ phụ trách. Tình cảnh hiện tại của Đồng Ngọc Vũ vô cùng xấu hổ, Trương Dương tuy rằng cả ngày chuyện gì cũng gọi hắn, nhưng chỉ sai đi làm việc, không đối đãi với hắn như người một nhà, mà thế lực cũ do so hứa xong kỳ cầm đầu cho rằng hắn một lòng nịnh bợ Trương Dương, đã hoàn toàn nghiêng về phía trận doanh của Trương Dương, đối với hắn vô cùng bài xích. Đồng Ngọc Vũ chỉ vùi đầu vào công tác tận lực làm thật nhiều, nói thật ít, thế cục Tân Hải không phải hắn có thể khống chế được. Tình huống giống với Đồng Ngọc Vũ còn có Hồng Trường Thanh, Trương Dương có rất nhiều chuyện đều giao cho cô ta đi làm, hôm nay lại cùng Hồng Trường Thanh nói đến vấn đề chiêu thương của khu khai phá Tân Hải, chuẩn bị để Hồng Trường Thanh đảm nhiệm chức chủ nhiệm ban chiêu thương Tân Hải. Tân Hải trước đây công tác diện phương chiêu thương vẫn đều do Phó huyện trưởng Đường Khánh Trương phụ trách, không hề có ban chiêu thương chuyên môn gì cả, hơn nữa từ thành tích chiêu thương trước đây có thể nhìn ra, đường Khánh Trương này không có năng lực gì, Trương Dương đã thành lập ban chiêu thương chuyên môn. Trong mắt Hồng Trường Thanh, mục đích Trương Dương thành lập ban chiêu thương không chỉ là để tăng cường khối chiêu thương này, hắn còn có một mục đích, chính là đá mình khỏi hức chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Thật ra Hồng Trường Thanh ở văn phòng huyện ủy hiện tại đã mất quyền lực, trong mắt mọi người, Phó Trường Trinh mới là người nắm giữ thực quyền. Quyền lực lớn nhỏ của chủ nhiệm văn phòng huyện ủy phụ thuộc rất nhiều vào bí thư huyện ủy. Hồng Trường Thanh Thủy Trung không thể giành được sự tín nhiệm của Trương Dương. Cô ta đã sớm đoán trước được vị trí của mình sẽ bị Phó Trường Trinh thay thế, chỉ không ngờ không nhanh như vậy. Trương Dương nói chuyện với Hồng Trường Thanh vẫn rất hòa ái. Hắn nói xong quyết định của mình, mỉm cười bảo chị Hồng, chỉ có suy nghĩ gì? Hồng Trường Thanh nói, không có suy nghĩ gì cả. Tôi tôn trọng quyết định của lãnh đạo chỉ là tôi trước đây chưa từng làm công tác chiêu thương, sợ tôi không ứng phó được. Trong lòng Hồng Trường Thanh rất không thoải mái. Trương Dương mỉm cười nói, công tác chiêu thương của Tân Hải rất lạc hậu, lần này di rời chỉnh thể khu khai phá. Mục đích của tôi tuyệt đối không phải là muốn từ bỏ khu khai phá, mà là muốn tiến thêm một bước làm lớn mạnh khu khai phá. Tôi đến Tân Hải đã được một đoạn thời gian rồi, thời gian tiếp xúc với chị Hồng cũng không ngắn, cũng hiểu rõ năng lực của chị, tôi tin chị nhất định có thể đảm nhiệm tốt công tác chủ nhiệm ban chiêu thương hồng trường thanh nói tôi sẽ thử trương dương lại nói chị không cần phải lo ngại gì cả công tác của văn phòng huyện ủy có thể yên tâm giao cho phó trưởng trinh làm qua một đoạn thời gian để thích ứng tiểu phó đã có thể đảm nhiệm công tác này hồng trường thanh hiểu rồi người ta đây là không cho mình để lại đường lui muốn đuổi mình tới ban chiêu thương thật ra hồng trường thanh không biết rằng trương dương sở dĩ bảo cô ta đảm nhiệm chức chủ nhiệm ban chiêu thương tuyệt đối không phải là đề cướp vị trí cho phó trường trinh mà là vì chức năng của cô ta và phó trường trinh trùng nhau trương dương đối với khu khai phá có một quy hoạch to lớn công tác chiêu thương về sau thế tất hừng hực khí thế chỉ cần khu bảo lưu thuế nhập khẩu được thuận lợi phê duyệt tân hải không nghi ngờ gì nữa sẽ trở thành điểm nóng kinh tế lớn nhất trong khu vực đến lúc đó chủ nhiệm ban chiêu thương tuyệt đối là một chức quan béo bở nhưng hồng trường thanh không biết rằng cái mà cô ta nhìn thấy là hiện trạng trước mắt của Tân Hải, dưới tình trạng này, anh sẽ chủ động đến Tân Hải đầu tư, cho rằng Trương Dương là muốn danh giới hóa cô ta. Rời khỏi vị trí chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, thì cũng có nghĩa là rời khỏi trung tâm quyền lực của Tân Hải, Hồng Trương Thanh trong lòng cảm thấy chán nản, tiếp đó bởi vì chán nản mà sinh ra oán hận đối với Trương Dương. Cô ta cho rằng Trương Dương là đang đối phó mình, mình là vật hy sinh bài trừ bài trừ dị kỷ của hắn. Có điều Hồng Trường Thanh vẫn che giấu tình tự trong lòng rất tốt, cô ta lịch sự cáo từ Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân cũng cảm thấy được tình tự của cô ta biến hóa một chút, tiễn Hồng Trường Thanh ra cõi văn phòng, văn phòng của Hồng Trường Thanh thật ra cách văn phòng của Trương Dương cũng không xa, tới hành lang, cô ta lạnh lùng cười nói, bí thư Trương, ngài không cần tiến, tôi lát nữa sẽ chuẩn bị để giao nhận công tác. Trương Dương gật đầu, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói nũng nịu cô. Hiển nhiên là chào Hồng Trường Thanh, Trương đại quan nhân đưa mắt nhìn, liền thấy một nữ lang phong thái yểu điệu đang bước về phía họ, da cô ta rất trắng, tóc dài ngang vang nhuộm màu nâu, uốn kiểu lượn sóng đang rất thịnh hành, mặt mày như tranh, trên người mặc áo phông ngắn tay màu trắng, bên dưới mặc quần bò, lộ ra cái đùi tuyệt đẹp, đầy vẻ đẹp tri thức lại lộ ra một loại gợi cảm nói không nên lời. Trương Dương nhận ra cô ta, không ngờ là trợ lý Hồng Thi Kiều của chủ nhiệm ban chú kinh Bắc Cảng Hoác Vân Châu. Trường 1522, Hối hận 4. Hồng Thi Kiều mắt tuy rằng không to, nhưng khi cửa thì nửa nhắm nửa mở, lộ ra vẻ mê người vô cùng, cô ta dịu dàng nói: "Bí thư Trương, ngài không nhận ra tôi à?" Trương Dương cười nói: "Tiểu Hồng à, về lúc nào đấy?" Hồng Thi Kiều ôm cánh tay Hồng Trường Thanh, nói: "Tôi về Bắc Cảng từ ngày hôm qua, hôm nay đặc biệt tới thăm cô tôi." Trương Dương giờ mới biết cô ta và Hồng Trường Thanh không ngờ có quan hệ thân thích trương dương cười nói khi ở kinh thành chưa từng nghe thấy cô nhắc đến hồng thi kiều cười nói tôi cũng muốn nói lắm đáng tiếc bí thư trương không cho tôi cơ hội hồng trương thanh hiển nhiên cũng không biết bọn họ quen nhau ngạc nhiên nói ngạc nhiên nói thi kiều thì ra cháu và bí thư trương quen nhau hồng thi kiều nói khi bí thư trương tới kinh thành hai người mới quen nhau người ta tốt lắm còn giúp cháu một việc lớn hồng thi kiều liếc trương dương đầy quyến rũ trương đại quan nhân phát hiện cô bé này rất biết phóng điện cũng may là mình đã duyệt hết xuân sắc nhân gian rồi nếu không rất dễ bị cô ta mê hoặc trương dương cười nói hai người nói chuyện nhé tiểu hồng à có thời gian tôi mời cô đi ăn cơm trương đại quan nhân cũng chỉ nói cho có lệ vậy thôi nhưng không ngờ hồng thi kiều lại nói vậy buổi tối đi tối nay tôi tới nhà cô tôi ở lần này ngược lại tới phiên trương dương ngây ngẩn cả người lời nói ra như nước đổ xuống đất không thể hớt lại được Trương Dương gật đầu nói, được. Hồng Thi Kiều kéo tay cô nói với Trương Dương, tôi chờ điện thoại của anh. Trương Dương nói, gì cơ? Hồng Thi Kiều bĩu môi nói, người làm quan các anh đều là quý nhân hay quân, nhìn bộ dạng của anh kia, tám thành là quên số điện thoại của tôi rồi, thôi được, lát tôi gọi cho anh. Trương Đại Quan Nhân chỉ có thể gật đầu, trở lại văn phòng của mình, không khỏi cười khổ, mình chỉ thuận miệng nói vậy thôi, tính cách của Hồng Thi Kiều này có chút hướng ngoại quá mức rồi, trước mặt Hồng Trường Thanh mà biểu lộ thân mật với mình như vậy, Hồng Trường Thanh không biết sẽ nghĩ gì đây. Thật ra mình hắn không có chút ý đồ gì với cô ta cả, tuy rằng Hồng Thi Kiều khá là có sức dụ hoặc, nhưng Trương Đại Quan Nhân cũng không phải là cáo gì bỏ vào bát cũng ăn. Khi Trương Đại Quan Nhân đang cân nhắc chuyện này thì Phó Trường Trinh gõ cửa bước vào, gã đưa đơn xin thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu mà Trương Dương nhờ viết cho hắn. Trương Dương rất tín nhiệm tài văn chương của Phó Trường Trinh, không thèm nhìn đã bỏ vào ngăn kéo. Phó Trường Trinh nói, Bí Thư Trương, ngài xem xem có chỗ nào phải sửa không? Trương Dương nói, cậu làm việc tôi rất yên tâm, trong lòng Trương Đại Quan Nhân minh bạch, loại đơn xin này chỉ là hình thức, anh có viết hay đến mấy cũng chẳng có tác dụng mấu chốt, muốn thúc đẩy chuyện này cuối cùng vẫn phải thông qua quan hệ. Phó Trường Trinh không giống như trước kia, đưa xong đồ thì đi, mà là thấp giọng nói, Bí Thư Trương, tôi nghe nói chủ nhiệm Hồng đã tới ban chiêu thương rồi à? Trương Dương gật đầu nói, không sai, về sau công tác bên này cậu sẽ phụ trách toàn bộ. Phó Trường Trinh nói, cô ta dù sao cũng làm nhiều năm ở vị trí này, tôi mới tới được vài ngày đã thay chỗ cô ta, thế không hay lắm. Trương Dương cười nói, gì mà không hay, tôi đâu có bạc đãi cô ta, đừng nhìn vị trí chủ nhiệm ban chiêu thương hiện tại thì không được tốt lắm, nhưng đợi cho khu bảo lưu thuế nhập khẩu thành lập rồi, đây chính là chức quan béo bở chạm tay có thể bỏng, người khác có muốn cũng không được, tôi điều cô ta tới đó là tiện nghi cho cô ta rồi. Phó Trường Trinh nói, chủ nhiệm Hồng có nói gì không? Trương Dương cười nói, cậu sao cứ như đàn bà thế nhỉ? Cậu cứ làm tốt công tác của cậu là được rồi, không cần phải bận tâm tới những chuyện khác. Phó Trường Trinh nghĩ lại thấy cũng đúng, hắn ngượng ngùng nói, bí thư Trương, đơn xin này ngài xem đi nhé, chỗ nào thiếu sót thì tôi sẽ sửa ngay. Trương Dương gật đầu nói, được, cuối tuần tôi đi Đông Giang một chuyến, thuận tiện đưa đơn xin cho bí thư tống, trước đó tôi nhất định sẽ dành thời gian để xem. Phó Trường Trinh nói, bí thư trương, mẹ tôi bị bệnh, tôi muốn xin nghỉ mấy ngày, tới phong trạch thăm bà ấy. Trương Dương nói, đi mau đi, bảo Chu Sơn Hổ chờ cậu đi, cầu gì thì cứ nói với tôi. Phó Trường Trinh cười nói, cũng không phải là bệnh nặng gì cả, tôi chắc là bà nhớ tôi thôi, lát nữa tôi ngồi xe khách về, nếu không có việc gì thì buổi chiều ngày mai tôi sẽ trở lại. Trương Dương nói, Trường Trinh à, lát nữa tôi bảo người an bài nhà cho cậu, đón cha mẹ tới đây ở luôn đi. Phó Trường Trinh lắc đầu nói, bọn họ sống ở quê quen rồi, không muốn thay đổi hoàn cảnh. Trương Dương cười nói, cũng giống người nhà của tôi. Trước khi Trương Dương tan ca, Hồng Thi Kiều đã gọi điện thoại tới, giọng nói vẫn kiểu nũng nịu như lúc trước, điệu chảy ra nước, Trương Đại Quan Nhân vốn định tới cảng cá Phú Lâm ăn cơm, nhưng Hồng Thi Kiều muốn ăn muốn ăn hải sản nướng trương đại quan nhân phát hiện một hiện tượng kỳ quái đại bộ phận mỹ nữ đều thích ăn đồ nướng hắn vốn cho rằng vốn cho rằng hồng trường thanh sẽ đi cùng hồng thi kiều nhưng khi hắn đến nơi lại phát hiện chỉ có một mình hồng thi kiều ở đó trương dương nhìn đồng hồ xác định mình không tới muộn bèn cười nói tôi còn tưởng rằng tôi tới muộn hồng thi kiều nói biết anh là người bận rộn cho nên tôi đến trước gọi đồ ăn sẵn trương dương ngồi xuống phát hiện hồng thi kiều đã gọi không ít hải sản hắn cười nói rất phong phú hồng thi kiều nói anh đừng sợ bữa này tôi mời trương dương nói sao có thể như vậy được tới tân hải thì tôi là địa đương nhiên phải do tôi mời hồng thi kiều nói tôi cũng là chủ tôi là người tân hải hơn nữa có thể mời bí thư trương ăn cơm đã là vinh hạnh của tôi rồi bữa tiệc này là để cảm tạ anh ở kinh thành đã giúp tôi giải vây trương dương cười nói việc nhỏ thôi mà không cần nhắc lại làm gì hồng thi kiều lấy ra một bình rượu nhị hoa đầu cô ta đặc biệt mang từ kinh thành tới trương dương tiếp lấy rượu rồi mở ra hỏi hồng thi kiều cô uống rượu hay là nước ngọt đương nhiên là uống rượu rồi hồng thi kiều không ngờ biểu hiện ra vẻ vô cùng hào khí trương đại quan nhân rót cho cô ta một ly rồi hỏi chị hồng sao không tới hồng thi kiều bĩu môi bất mãn trợn mắt lườm hắn anh chiếm tiện nghi của tôi giận dỗi trong vô cùng mê người Trương đại quan nhân cười nói, không có ý đó, tôi thật sự là gọi quen rồi, và lại tôi thật sự coi cô như cháu gái vậy. Hồng Thi Kiều cầm chén rượu lên chạm với Trương Dương, phạt anh uống rượu, đáng ghét. Trương đại quan nhân thấy rất thú vị, uống bữa chén, nhìn thấy Hồng Thi Kiều chỉ nhấp môi, mỉm cười nói bảo cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hồng Thi Kiều nói, cô tôi không khỏe, cho nên ở nhà, dù sao lát nữa anh cũng về Hải Dương Hoa Viên, tôi ngồi xe anh về luôn. Trương Dương gật đầu, nghĩ thầm ban ngày thấy Hồng Trường Thanh vẫn khỏe mà, sao đội nhiên lại mệt. Chẳng lẽ là bởi vì mình bảo cô ta tới ban chiêu thương ư? Nghĩ đến đây không nhịn được hỏi, nghiêm trọng không? Hồng Thi Kiều cười nói, không nghiêm trọng, nếu không tôi sao có thể an tâm ra ngoài ăn cơm với anh? Trương Đại Quan Nhân cho rằng Hồng Thi Kiều dùng từ rất không chuẩn xác, hôm nay rõ ràng là mình ra ngoài ăn cơm với cô ta. Khi hai người nói chuyện phiếm không khỏi nói tới chuyện ở Kinh Thành, Hồng Thi Kiều nói, tôi ghét nhất cái lão sắc quỷ Trần Cương đó, chỉ cần là nhìn thấy đàn bà, hai mắt lập tức hiếp lại như đường chỉ, rồi thở hổn hển, cứ như là chó ấy. Trương Dương bật cười ha ha. Hồng Thi Kiều nói, anh cười cái gì? Con người hắn chính là như vậy đó. Trương Dương nói, tính chất công tác của địa phương như ban chú kinh khá là đặc thù, tiếp xúc với lãnh đạo cũng nhiều cũng nhiều hơn một chút. Hồng Thi Kiều nói, anh có ý gì, tôi cũng không phải là người tùy tiện trương dương nói cô nghĩ quá rồi tôi không có ý gì khác cả uống rượu hồng thi kiều cầm chén rượu lên lần này uống một hớp lớn trương dương cũng uống cạn cả chén hồng thi kiều ăn đồ ăn rồi cầm bình rượu rót đầy cho trương dương cười khanh khách nói nói thật tôi cũng không muốn làm ở ban chú kinh bí thư trương hay là cho tôi về lăn lộn cùng anh đi cho tôi làm thư ký cho anh nhé trương dương nói thôi đi cô không biết quy định à tôi chỉ có thể tuyển thư ký nam cô xinh đẹp như vậy làm thư ký cho tôi khẳng định sẽ xảy ra chuyện xấu hồng thi kiều nói tôi không ngại trương dương nói cô không ngại nhưng tôi ngại tôi là người có gia đình rồi hồng thi kiều cười nói được rồi cứ như sợ người khác không biết anh là con rể của bí thư tỉnh ủy ấy anh yên tâm trong lòng tôi đã sớm liệt anh vào loại nam nhân đã kết hôn rồi tuy rằng anh rất có mị lực nhưng tính cảnh giác của tôi rất mạnh chuyện phá hoại gia đình người ta tôi sẽ không làm đâu Trương Dương nói, Tiểu Hồng à, hai ta hình như đi Trạch đề tài rồi. Hồng Thi Kiều bật cười, đúng là Trạch đề tài rồi, nhưng là tại anh. Trương Dương nói, thôi, không nói nữa, chúng ta uống rượu. Hai người lại chạm cốc. Trương 1523, chim mổ mắt một. Hồng Thi Kiều nói, bí thư Trương, anh cũng nói quan hệ của anh và bí thư hạng không tốt, nhưng lần này tôi ở Kinh Thành thì thấy hai người rất hợp nhau mà, trương dương hạ chén rượu xuống nói chuyện luôn phát triển và biến hóa không ngừng tôi và bí thư hạng lại không có ân oán riêng tư gì cả chúng tôi trước đây quả thực đã phát sinh một ít chuyện không vui nhưng đều là trong công tác hồng thi kiều nói lần đầu tiên tôi thấy anh đã biết anh là người làm đại sự rồi trương dương nói đừng đề cao tôi con người tôi dễ siêu lắm nếu thật sự sướng đến bay tận lên mây thì tôi khóc cũng không kịp đâu hồng thi kiều nói đừng sợ có đây tôi giúp anh giữ lại gốc trương đại quan nhân nghe vậy trong lòng liền giật thót nghe ám muội quá đi ngẩng đầu nhìn thì thấy hồng thi kiều đã mặt đỏ ửng không biết là do uống rượu hay là do thẹn thùng trông vô cùng dụ người trương đại quan nhân thầm nhắc nhở mình trăm ngàn lần phải cảnh giác hồng thi kiều và mình quen nhau chưa bao lâu mình không biết gì về con bé này ai biết cô ta liệu có mục đích gì không nghĩ đến đây trương dương nói tránh đi cô công tác ở ban chú kinh nhất định biết rất nhiều nội tình của thị lý phải không hồng thi kiều gật đầu nói biết một chút ví dụ như ân oán giữa anh và trần cương trương dương cười nói đừng nói bừa tôi không có ân oán với ai cả hồng thi kiều nói còn nói không có nữa à trong thể chế bắc cảng ai chẳng biết hai người các anh không hợp nhau anh vừa tới tân hải đã đá em ruột của hắn đi trần cương không hận anh thì hận ai hồng thi kiều mượn chút hơi rượu nên cái gì cũng dám nói Trương Dương nói, Trần Khải bị điều chức không liên quan gì tới tôi, là quyết định của cấp trên, hắn hận nhầm người rồi. Hồng Thi Kiều nói, thôi đi, ai lên đài mà không cần dùng người của mình, tôi đã nghe nói rồi, Cục trưởng Công an đương nhiệm Trình Diễm Đông là hạ cấp cũ của anh, nếu anh không gật đầu, hắn có thể đến Tân Hải ư. Trương Dương cười khổ nhìn Hồng Thi Kiều, cô bé này sao uống chút rượu vào thì cái gì cũng dám nói. Mình dù sao cũng là lãnh đạo, cô ta nói chuyện trước mặt mình chẳng kiêng kỵ gì cả. Có điều Trương Dương thấy cũng có chút thú vị, hắn cố ý thử nói, tôi còn bảo cô cô tới làm chủ nhiệm ban chiêu thương, cô ta chắc sẽ không cũng thấy tôi cố ý nhằm vào cô ta chứ. Hồng Thi Kiều lại uống một ngụm rượu rồi nói, tôi tuy rằng chỉ là một khoa viên nho nhỏ, nhưng ở ban chú kinh lâu rồi, ít nhiều cũng biết một số quy tắc trên quan trường. Trương Dương cười nói, nói nghe thử đi, tôi học hỏi cô. Hồng Thi Kiều nói, trên quan trường phải chú ý đoàn kết, nói dễ nghe thì là đoàn kết nhưng nói trắng ra là kéo bè kết phái, đoàn kết tất cả người có thể đoàn kết bên cạnh mình, về phần người không thể đoàn kết, sẽ tiến hành đả kích quyết đoán, có ai mà không muốn dùng người của mình chứ? Ở trong quan trường, muốn đạt được đề thăng, phải trở thành người một nhà của lãnh đạo. Trương Dương nói, cô nhìn thấu triệt như vậy, bí thư Trần cũng muốn phát triển cô trở thành người một nhà, cô vì sao còn muốn cự tuyệt? Câu này khiến Hồng Thi Kiều mặt đỏ bừng, cô ta gắt nhìn cái bộ dạng gấu của hắn, tôi thấy hắn đã buồn luôn rồi. Trương đại quan nhân nghĩ thầm, Hồng Thi Kiều này là chưa gặp người thích hợp, nếu không phải là Trần Cương muốn quấy rối cô ta, đổi lại là mình, chỉ sợ nha đầu kia 89 phần 10 sẽ không cự tuyệt. Trương đại quan nhân nhìn Hồng Thi Kiều sóng mắt lưu truyền, cũng thấy cô nàng này quả thực có chút hương vị, lúc này di động của hắn đổ chuông, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, mình sao lại có suy nghĩ như vậy, Hồng Thi Kiều tuyệt đối không phải là một loại chim non đơn thuần như tờ giấy trắng, đối đãi với loại nữ nhân này phải lưu lại tâm nhãn. Cẩn thận tuyệt đối, cú điện thoại này gọi tới rất kịp lúc. Hắn cầm điện thoại lên, nghe thấy giọng nói "Ê a" à, trong lòng Trương Đại Quan nhân lập tức ấm áp, một loại cảm xúc khó có thể hình dung lấp đầy lòng hắn, giọng nói này đến từ chính cốt nhục thân sinh của hắn, chính là con trai thiên tứ của hắn. Trương Dương cầm điện thoại đi tới bãi biển cách đó không xa, hắn nói khẽ bảo bối à. Đầu kia điện thoại bật cười khanh khách, tuy rằng thằng bé vẫn chưa biết nói, nhưng Trương Dương giống như nhìn thấy bộ dạng của con trai vậy sự thương nhớ chảy trong huyết quản của hắn. An ngữ thần cuối cùng cũng cầm máy, cười nói, nó nghe thấy giọng của anh thì cười rất vui. Trương Dương nói, đương nhiên rồi, anh rất nhớ hai mẹ con. An ngữ thần nói, em cũng vậy, nói với anh một tin tức tốt, tháng sau em sẽ về một chuyến. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới tháng sau chính là Tiết Thanh Minh, An ngữ thần lần này trở về 89 phần 10 là để tới núi Thanh Đài Tảo Mộ. Trương Dương nói, mang cả thiên tứ về à. An ngữ thần nói, không tiện, hơn nữa em cũng không muốn những người khác biết tới sự tồn tại của nó. Trương Dương nói khẽ, xin lỗi. An ngữ thần nói, đừng nói bậy, em rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Không có anh thì em không sống được đến bây giờ, càng không có được thiên tứ hoạt bát khả ái như vậy. Ông trời thật sự quá hậu ái với em, hiện tại anh ở trong lòng em chỉ xếp thứ hai thôi. Trương Đại Quan Nhân nói, kể ra anh có chút đố kỵ với thằng nhóc đó. An ngữ thần cười nói, chờ tháng sau về, em sẽ mang ít hình và phim của nó, cho anh xem chán luôn. Trương Dương nói, được. An ngữ thần nói, gần đây có gặp mộng viện không? Trương Dương nói, không, cũng có nói chuyện điện thoại một lần. An ngữ thần nói, em rất lo lắng trạng thái của cô ta, lần này trở về muốn gặp mặt cô ta một lần, khai thông cho cô ta. Cô ta và Kiều Mộng Viện trước đây từng nhiều lần hợp tác làm ăn, tình bạn giữa hai người rất thâm hậu. Trương Dương nói, Mộng Viện là người kiên cường, chuyện của Kiều Gia hiện giờ cũng đã qua rồi, tin rằng cô ta sẽ sớm vượt qua cơn sống này. An Ngữ Thần nói, có cơ hội thì anh khai thông cho cô ta đi, cô ta rất nghe lời anh. Trương Đại Quan Nhân giả bộ hồ đồ nói, sao lại nói vậy? An Ngữ Thần nói, đừng quên một câu, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, anh là loại người nào thì em hiện tại biết rất rõ trương đại quan nhân cười nói tình yêu của anh đối với em là lõa lổ không giữ lại chút gì im nhổ vào đợi em về tính sổ với anh trương dương nói hôn con trai cho anh nhé cũng bảo nó hôn anh với giọng nói của an ngữ thần trở nên ôn nhu cô ta nói khẽ chờ gặp anh rồi nhất định sẽ cho anh hôn chán thì thôi trương đại quan nhân trở lại bên cạnh hồng thi kiều hồng thi kiều đầy thâm ý nói bạn gái à trương dương cười cười lòng hiếu kỳ của cô mạnh quá hồng thi kiều nói tôi nghe nói vợ chưa cưới của anh rất xinh đẹp còn rất có tiền nữa trương dương nói về sau chắc có cơ hội gặp mặt thôi đừng nói chuyện của tôi nữa cô có bạn trai chưa hồng thi kiều lộ ra vẻ xấu hổ cô ta lắc đầu nói chưa có trương đại quan nhân lộ ra vẻ không tin không thể nào một đại mỹ nữ như cô không ngờ lại không có bạn trai tuổi của cô cũng không còn nhỏ nữa mà hồng thi kiều cười gắt anh thật đáng ghét biến pháp nói tôi già uống rượu trương dương nói cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi hồng thi kiều nói bí thư trương anh bát quái quá muốn biết thì rót rượu đi cô ta bạc nộ khinh sân rất giỏi về biểu hiện vẻ phong tình của mình trẻ tuổi như vậy đã giỏi lợi dụng tài nguyên của bản thân tiền đồ của hồng thi kiều này không thể hạn lượng trương đại quan nhân cười ha ha uống chén rượu đó hồng thi kiều không ngờ cũng uống cạn chén rượu đó cô ta mang theo một cân rượu không lâu sau đã bị bọn họ uống cạn Hồng Thi Kiều nói uống rượu với anh thật thống khoái, hay là chúng ta làm thêm một chai nữa đi. Trương Dương nói, thôi đủ rồi, đừng để uống say. Hồng Thi Kiều nói, anh sợ cái gì, một nữ hài tử như tôi còn không sợ cơm mà. Cô ta vẫy tay muốn gọi rượu. Trương Dương nói, cô nếu thật sự muốn uống thì tôi vào xe lấy, rượu bên ngoài tôi thực sự thấy không an tâm. Hắn đứng dậy vào xe lấy một cân đại minh xuân ra, gần đây Lưu Kim Thành tặng cho hắn không ít, Trương Dương trên cơ bản đều để ở xe. Từ lời nói cử chỉ của Hồng Thi Kiều, cô ta chắc chưa say, có chút ngà ngà thì là thật, nhưng chỉ chẳng qua là có chút hưng phấn, cô ta nhấp thử Đại Minh Xuân, rượu này không tồi, so với rượu tôi mang đến còn ngon hơn. Trương Dương nói, nữ hài tử, nhất là nữ hài tử xinh đẹp giống như cô ở bên ngoài nên nói ít thôi, vạn nhất uống say rồi thì gặp người xấu chẳng phải sẽ phiền toái ư? Hồng Thi Kiều nói, tôi thấy anh không giống người xấu. Trương Dương nói, người ta không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Hồng Thi Kiều nói, vạn nhất tôi nhìn nhầm, tôi cũng chấp nhận. Trương đại quan nhân nghĩ thầm nha đầu này không đơn giản, ngoài mặt thì giả vờ ngây thơ, chưa biết Trừng Tâm Cơ không phải là sâu bình thường, hắn mỉm cười một tiếng, cầm chén rượu lên uống ực một cái, trong lòng thầm tính toán, lại uống thêm vài chén rồi đuổi cô ta về, nếu chút cô ta say rồi chẳng phải là phiền phức ư? Hồng Thi Kiều bỗng nhiên thở dài, tôi thường thường hay nhìn lầm người. Trương Dương nói, người trẻ tuổi nhìn lầm người cũng là điều khó tránh khỏi, theo tuổi tác lớn dần, năng lực phân biệt cũng dần dần tăng cường. Trương 1524, chim mổ mắt hai. Hồng Thi Kiều nói, tôi đã 24 tuổi rồi, anh so với tôi cũng không lớn hơn được bao nhiêu, đừng bày cái vẻ trưởng bối ra giáo huấn tôi. Trương Dương cười nói, tôi không nói, là cô nói chúng ta nói tiếp đề tài vừa rồi nhé bạn trai của cô làm gì hồng thi kiều nói đã nói là không có mà trước đây từng có nhưng cô ta thở dài rồi không nói tiếp nữa trương dương nhìn thấy vẻ mặt của cô ta trở nên có chút buồn bã biết mình trong lúc vô ý đã hỏi tới chuyện thương tâm của người ta rồi vội vàng cầm chén rượu lên nói thôi cô coi như tôi chưa hỏi gì chúng ta không nói chuyện này nữa hồng thi kiều cầm chén rượu lên chạm với hắn uống rượu rồi ngửa cổ lên uống cạn một cốc rượu trắng thủy tinh. Trương đại quan nhân sửng sốt, đừng có uống gấp như vậy. Hồng Thi Kiều dơ chén rượu trống trơn ra trước mặt hắn, trong mắt không ngờ có ánh lệ, cô ta cười nói, không sao đâu, kỳ thực tôi từng yêu một người, lúc đó tôi còn học trung học, anh ta là thầy giáo của tôi. Trương đại quan nhân không tiện nói chen vào, hắn căn bản cũng không muốn thăm dò đời tư của Hồng Thi Kiều, nhưng hiện tại cô ta đã chủ động nói ra, mình cũng ngại ngắt lời hồng thi kiều nói anh đã đọc cửa sổ của quỳnh giao chưa trương dương lắc đầu nói tôi ghét nhất là xem thể loại đó hồng thi kiều cười cười cầm bình rượu lên rót cho hắn rồi lại rót cho mình trương dương không xin lỗi bí thư trương trương dương cười nói không sao cô gọi tên của tôi cũng được đây cũng không phải là đơn vị công tác xưng hô quan hàm cũng không được tự nhiên hồng thi kiều nói vậy tôi trèo cao gọi anh một tiếng trương đại ca nhé Tôi lúc đó mới 17 tuổi, chính là tuổi có mối tình đầu, trong mắt tôi anh ấy là người hoàn mỹ, tất cả những gì của anh ta đều tràn ngập mị lực, cho nên tôi liều lĩnh yêu anh ấy, mặc dù anh ấy đã kết hôn rồi, có vợ và có con gái, nhưng tôi lại không khống chế được mình. Trương Đại Quan Nhân cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói tới loại cố sự này, hắn thực sự không muốn nghe chuyện riêng tư của người khác, nhưng hôm nay rõ ràng Hồng Thi Kiều đã coi hắn thành đại ca tri tâm rồi, ngay cả chuyện bí mật vậy cũng nói ra ngoài hồng thi kiều cầm chén rượu lên vừa muốn uống thì trương đại quan nhân vội vàng ngăn cản tiểu hồng đừng uống nữa mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm chuyện đã qua lâu vậy rồi cũng nên quên đi thôi tuy rằng không biết về sau thế này nhưng trương đại quan nhân đã đoán được kết cục hồng thi kiều nói tôi đã nhìn nhầm người tôi yêu lầm một nam nhân không có trách nhiệm nói tới đây nước mắt của cô ta liền tuôn rơi trương đại quan nhân vội vàng nhìn nhìn chung quanh cảnh này nếu để cho người khác nhìn thấy không chừng sẽ hiểu lầm hắn làm gì cô ta có điều hồng thi kiều vẫn khống chế tình tự của mình rất tốt cầm khăn tay lên lau nước mắt rồi ngượng ngùng cười nói với trương dương để anh chê cười rồi hôm nay tôi cũng không biết là làm sao nữa có thể là chút rượu chút rượu cho nên ngay cả loại chuyện này cũng nói với anh trương dương nói không sao chứng tỏ cô coi tôi là bạn hồng thi kiều nói từ sau khi sự kiện đó qua đi tôi đối với tình cảm liền có một loại cảm giác sợ hãi nói không nên lời có thể là vì ám ảnh trong lòng, nhiều năm như vậy rồi nhưng tôi vẫn chưa từng yêu ai. Trương Dương nói, thiên nhai hà sử vô phương thảo, đối với với cô chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Hồng Thi Kiều nói, cảm ơn anh vì đã nghe tôi lải nhải nhiều như vậy, tôi kính anh. Trương Dương nói, uống ít rượu thôi, uống nhiều hại người đấy. Hồng Thi Kiều nói, tôi thực sự không sao mà, bình thường tôi có thể uống hết nửa cân nhị qua đầu. Trương Dương cười nói, bình thường là bình thường, khi tâm tình của người ta không tốt, tử lượng sẽ suy giảm, chúng ta hay là uống ít ăn nhiều đi, lát nữa tôi sẽ đưa cô về nhà an toàn. Tuy rằng Trương Dương bảo Hồng Thi Kiều uống ít một chút, nhưng cô ta vẫn uống không ít, Trương Đại Quan Nhân không thể cứ giật gốc của cô ta mãi được, chỉ đành uống nhiều hơn, cân rượu cuối cùng cũng xong, Trương Đại Quan Nhân tính toán thử một chút, Hồng Thi Kiều cũng phải uống tới 7-8 lạng. Mãi cho đến lúc lên xe, Hồng Thi Kiều vẫn có biểu hiện rất bình thường, nhưng sau khi ô tô khởi động cô ta tựa hồ liền có cảm giác hơi rượu sộc lên đầu, lái được nửa đường thì cô ta ngồi ở ghế phụ liền ngả vào vai Trương Dương. Trương đại quan nhân có chút bất đắc dĩ, hắn lái xe tới Hải Dương Hoa Viên, đưa Hồng Thi Kiều tới trước cửa nhà Hồng Trường Thanh, bình thường Hồng Trường Thanh rất ít sống ở đây, Trương Dương nhìn thấy trong nhà chỉ có một ngọn đèn còn sáng, liền đi ấn chuông cửa, nhưng ấn mãi vẫn không có ai mở cửa. Hồng Thi Kiều lúc này không ngờ tỉnh dậy, cô ta nói khẽ cô tôi chắc đi tản bộ rồi. Trương, Đại ca, tôi ngồi chờ ở cửa cũng được, anh đi về trước đi. Trương đại quan nhân nhìn thấy cô ta lảo đảo đi xuống xe, đi chưa được hai bước lên té ngã, vội vàng chạy tới đỡ, nhìn nhìn chung quanh, trương đại quan nhân vẫn rất bận tâm tới ảnh hưởng, sớm biết rằng Hồng Thi Kiều tối nay sẽ uống say, hắn nói gì cũng sẽ không đi ăn cơm với cô ta. Trương Dương nghĩ một chút rồi đưa Hồng Thi Kiều vào trong nhà hắn nghỉ ngơi một chút, thằng ôn này trước giờ vẫn là hạng thương hương tiếc ngọc, nói khó nghe thì chính là nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, ý chí liền có chút không kiên định. Trương Dương dẫn Hồng Thi Kiều tới nhà mình, gọi điện thoại cho Hồng Trường Thanh, điện thoại của đối phương không có ai nhấc, bên kia thì Hồng Thi Kiều đã nôn rồi. Trương Đại Quan Nhân thảm không thôi, hắn vội vàng đi lấy chậu, trong lòng thầm mắng, mình không phải là tự chuốc lấy phiền ư. Tối nay tự dưng lại đi uống với cô ta nhiều như vậy. Hồng Thi Kiều nôn xong thì tựa hồ tỉnh táo lại, vẻ mặt hổ thẹn, xin lỗi, tôi tôi uống say trương dương nói đã bảo cô là đừng có mà uống nhiều mà hồng thi kiều nói bí thư trương ngài cứ để đó lát nữa tôi dọn trương dương nói thôi cứ để tôi cô đi tắm đi lát nữa để cô cô thấy thì không hay đâu hồng thi kiều từ sofa đứng dậy tuy rằng đi lắc lư nhưng trên cơ bản vẫn đi được thẳng trương đại quan nhân rất ít khi hầu hạ người khác như vậy hắn cau mày dọn hết chỗ đồ ô uế rồi lại tháo vỏ sofa ra Hắn càng nghĩ càng thấy ảo não mình như vậy không phải là xui xẻo ư cũng không phải quá thân quen với hồng thi kiều không có việc gì lại đi uống nhiều như vậy tâm sự sâu như vậy làm gì trương dương vừa dọn dẹp xong thì bỗng nhiên nghe thấy trong phòng rửa mặt truyền đến một tiếng thét chói tai trương đại quan nhân trong lòng ngẩn ra hồng thi kiều này đi vào chưa được bao lâu đã lại gây ra chuyện gì nữa đây hắn cân nhắc tôi sự cách biệt nam nữ không lập tức lao vào cao giọng nói tiểu hồng làm sao vậy Hồng Thi Kiều trên người chỉ mặc mỗi đồ lót lao ra, tóc vẫn còn ướt, tựa hồ bị thứ gì đó dọa, bổ nhào vào trong lòng Trương Dương, ôm chặt lấy Trương Dương rồi hồn bất phụ thể nói cứu mạng. Cứu mạng, rắn, trong phòng tắm của nhà anh có rắn. Trương Đại Quan Nhân có chút mù mờ, trong phòng tắm này có rắn ư. Không đợi hắn tìm hiểu rõ thì liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng rầm, cửa phòng nhà bí thư Trương không ngờ để người ta một cước đá bay. Bên ngoài một nam một nữ vọt vào, Nữ là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Hồng Trường Thanh, nam thì hơn 40 tuổi, dáng người khôi ngô, vai hùm eo gấu, vừa nhìn đã biết là người luyện võ, khi hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hai mắt cơ hồ là lồi ra, trên trán đầy gân xanh, giận dữ hết đồ khốn nạn, mày dám dám khi dễ con gái tao. Trong lòng ôm một nhục thể mê người, nghe thấy một tiếng giống to của đối phương, đầu Trương đại quan nhân ong một cái, con mẹ nó, lão tử chơi chim cả ngày, không ngờ hôm nay lại để mấy con chim chọc vào mắt. Bấy, một cái bấy cấp thấp, không ngờ muốn lừa lão tử vào. Nam tử đó tức sùi bọt mép, bày ra tư thế muốn xông lên liều mạng với Trương Dương. Từ tiếng hét vừa rồi, xem ra hắn chắc là cha ruột của Hồng Thi Kiều. Trương đại quan nhân vẫn không kích động chút nào, muốn buông Hồng Thi Kiều ra, nhưng Hồng Thi Kiều vẫn ôm cổ hắn, tư thế cắn chặt thanh sơn không chịu buông. Hồng Trường Thanh ngăn anh trai Hồng Trường Hà của cô ta lại, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trương dương nói đừng hỏi tôi hỏi cô ấy ấy trong lòng lại thầm cười lạnh hồng trường thanh và hồng trường thanh cô không ngờ dùng mánh khóe như vậy để đối phó tôi tưởng tôi là trẻ con lên ba à sẽ không nhìn ra vẫn sẽ trúng bẫy của cô ư nhưng cũng hiểu rõ tình thế hiện tại bất lợi đối với mình hai anh em hồng trường thanh hiển nhiên có chuẩn bị mà đến nếu không thì cũng sẽ không vừa vào đã diễn ra màn này hồng trường thanh nói thi kiều rốt cuộc là chuyện gì Đừng nhìn Hồng Thi Kiều vừa rồi rất nhanh nhẹn, nhưng lúc này thì không nói gì, chỉ khóc, nữ nhân khi khóc thường thường là vì thương tâm và ủy khuất, khóc là phương thức đơn giản nhất để định nghĩa mình là người yếu, rất dễ dàng khơi dậy sự đồng tình của người khác. Lúc này Vô Thanh thắng Hiếu Thanh, biểu diễn như vậy càng khiến cho người ta miên man bất định. Hồng Trường Hà giận dữ hết, còn cần phải hỏi ư? Tên Vương Bát Đản này khi dễ con gái của tôi, tôi hôm nay kiểu gì cũng phải đánh chết hắn. Chương 1525, chim mổ mắt ba. Trương Dương ấn nhẹ lên người Hồng Thi Kiều, Hồng Thi Kiều chỉ cảm thấy thân thể mềm đi rồi ngã xuống, Trương Đại Quan Nhân tuy rằng tức giận vì cô ta lập bẫy hại mình, nhưng hắn cũng không làm quá tuyệt tình, vẫn nắm lấy tay cô ta đặt lên sofa. Không thể không thừa nhận, dáng người Hồng Thi Kiều thật đúng là không tồi. Hồng Trường Hà cởi áo khoác của mình đắp lên cho con gái, Hải Dương Hoa Viên cũng không lớn. Hắn giống lên một tiếng tất nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của không ít người, bảo vệ cũng tới rồi, hàng xóm chung quanh cũng tới, trong đó có cả những nhân vật nắm thực quyền như huyện trưởng Hứa Song Kỳ, phó bí thư huyện ủy Lưu Kiến Thiết. Hồng Thi Kiều nằm trên sofa, trên người đắp áo khoác, nhưng đôi chân trắng nõn mê người vẫn lộ ra ra ngoài, Lưu Kiến Thiết chỉ liếc một cái là ánh mắt liền trở nên phê phê. Hồng Trường Thanh lúc này phát huy đầy đủ thiên phú biểu diễn của cô ta, mắt đỏ lên, than khóc, bí thư Trương khi Kiều coi anh là bạn, nó. Nó còn chưa kết hôn mà. Người vây xem căn cứ vào câu này lập tức đưa ra phán đoán, trong ánh mắt để vẻ phẫn nộ, khi bị. Trương đại quan nhân không chút hoang mang nói, tôi không muốn giải thích, tôi không làm gì cô ta cả, đợi ngày mai sau khi cô ta tỉnh dậy, các người hỏi cô ta đi, hiện tại mọi người có thể đi rồi. Tôi biết các người nghĩ gì, nhưng tôi có thể nói với các người rằng, các người nghĩ sai rồi, chị Hồng, chuyện này, khẳng định sẽ có một kết quả, chị hài lòng chưa? Hồng Trường Thanh còn chưa nói gì thì anh trai cô ta Hồng Trường Hà đã từ trong đám người nhảy dựng lên, giận dữ hết, người khác sợ mày nhưng tao con mẹ nó không sợ mày đâu, bí thư huyện ủy thì sao, khi dễ khuê nữ của tao thì tao đánh mày. Một quyền ân cần thăm hỏi mũi Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân vươn tay ra nhẹ nhàng gạt một cái, sau dấu rất xảo diệu chế trụ cổ tay Hồng Trường Hà, thuận thế đẩy một cái, thân hình khôi ngô của Hồng Trường Hà bay lên như đằng vân giá vũ, bay ra ngoài cửa lớn rồi dầm một tiếng ngã trổng vó lên trời. Trong đó cũng có rất nhiều người đa sự, có người cầm khăn ướt lau mặt cho Hồng Thi Kiều, có người vây quanh Hồng Trường Thanh rồi mồm năm miệng mười hỏi, rất có xu thế phải hỏi bằng được chuyện này. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hứa song kỳ và lưu kiến thiết mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ Trương Dương Anh cũng có hôm nay rồi, đã sớm nghe nói anh phong lưu thành tính, cái này là chơi đến phát hỏa rồi à, muốn ngầm thịt cháu gái của Hồng Trường Thanh, kết quả bị người ta bắt quả tang. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, cho dù anh có 100 cái miệng cũng khó nói rõ. Chuyện này nếu truyền tới tai Tống Hoài Minh, đủ để cho anh tàn đời. Hứa xong kỳ giả mù sa mưa nói, rốt cuộc là sao vậy? Chuyện này có phải có hiểu lầm hay không? Hồng Trường Thanh nhìn về phía Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, hắn lăn lộn trong quan trường mấy năm nay cũng không phải là vô ích, gặp nguy không loạn là tố chất tối thiểu mà một quan viên nên có. Trương Dương nhìn thẳng vào mắt Hồng Trường Thanh, nói ra cũng lạ, Hồng Trường Thanh cảm thấy mắt hắn biến hóa khó lường, thầm thúy không thể nắm bắt, nhìn tơi sau cùng thì giống như là rơi vào tinh hà vậy. Hồng Trường Thanh trong nháy mắt bỗng nhiên quên mình đang ở đâu, quên cả bên cạnh có những ai. Bên tai nghe thấy một giọng nói không nhanh không chậm, chị Hồng, rốt cuộc là sao? Hồng Trường Thanh nói, là anh tự chuốc lấy, Mọi người nghe thấy những lời này của Hồng Trường Thanh thì đều không khỏi ngẩn ra, rồi thấy Hồng Trường Thanh nhìn thẳng vào Trương Dương tôi nói, anh cho rằng mình có thể lấy thúng úp voi, cho rằng mình có thể muốn làm gì thì làm ư, tôi để được lên làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, đã phải bỏ bao công sức, hiện tại anh đòi điều tôi đi, không phải là để dọn đường cho Phó Trường Trinh ư. Anh đã hủy đi bao năm vất vả và cố gắng của tôi, anh có biết tôi phải hy sinh nhiều đến thế nào không? Hứa song kỳ và lưu kiến thiết nhìn nhau, hai người đều không nghĩ thông hồng trường thanh rốt cuộc là ăn phải gì vậy. Ngay cả những lời này cũng nói ra trước mặt mọi người. Trương Dương thở dài nói, chị cho rằng tôi nhắm vào chị, cho nên chị hận tôi. Hồng Trường Thanh nói, không sai, tôi hận anh, tôi mà anh thân bại danh liệt, tôi muốn phải mất hết mặt mũi. Trương Dương nói, tối nay vốn đã mời Chi và Hồng Thi Kiều cùng nhau tới ăn cơm, chị nói mình không khỏe, nhưng chỉ là lấy cơ. Hồng Trường Thanh nói, phải trương dương nói hồng thi kiều uống rượu giả vờ say cũng là năm trong kế hoạch của chị hồng trương thanh gật đầu nói không sai tất cả mọi người ở hiện trường không nói gì được nữ có người đã đoán được đoạn cuối của vợ kịch này lúc này hồng thi kiều tựa hồ tỉnh lại ánh mắt của cô ta tràn ngập vẻ kinh ngạc và xấu hổ cô ta muốn mở miệng ngăn cản nhưng đáng tiếc lại nói không ra lời trương dương nói khi tôi đưa cô ta về nhà nhìn thấy trong nhà chị còn đèn chị lúc đó có phải là vẫn ở trong nhà nhưng cố ý không mở cửa đúng không? Hồng Trường Thanh không ngờ lại gật đầu nói đúng. Trung quanh truyền đến tiếng gì rầm. Nữ nhân Hồng Trường Thanh này để trả thù Trương Dương, thật sự có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trương Dương nói, tôi đưa Hồng Thi Kiều vào trong nhà, cô ta nôn bừa bãi, chắc là biểu diễn. Sau đó cô ta mượn cớ đi rửa mặt. Nếu tôi đoán không sai, lúc cô ta vào nhà tắm đã lặng lẽ gọi điện thoại cho các người, bảo các người phá cửa xông vào. Còn cô ta lúc này cởi quần áo, giải vờ thất kinh từ bên trong chạy ra ôm lấy tôi, cảnh này bị các người bắt được, tôi cho dù có 100 cái miệng cũng khó mà giải thích. Hồng Trường Thanh nói, đều bị anh đoán chúng rồi, tôi muốn hủy diệt thanh danh của anh, tôi muốn kiện anh phi lễ với cháu gái tôi, muốn cho anh thân bại danh liệt. Hứa song kỳ không thể không cảm thán sự tinh diệu trong kế hoạch của Hồng Trường Thanh, cũng bởi vậy mà cảm thán tối độc phụ nhân tâm, mánh khóe như vậy mình bất kể là như thế nào cũng không làm được. Trương Dương nói: "Hồng Trường Thanh, trong quá trình cô làm chuyện này có nghĩ tới danh tiết của cháu gái mình hay không? Có nghĩ cô ta về sau sẽ phải nhìn người chung quanh thế nào không?" Hồng Trường Thanh nói: "Đáng." Trương Dương thở dài, đi tới bên cạnh Hồng Thi Kiều điểm nhẹ một cái lên trên người cô ta, Hồng Thi Kiều phát ra một tiếng rên, quần áo đẩy mọi người chạy ra khỏi biệt thự của Trương Dương. Hồng Trường Thanh lúc này giống như từ trong mộng tỉnh lại, cô ta mở to hai mắt nhìn từ trong ánh mắt khinh bỉ của người chung quanh cô ta ý thức được gì đó, hai tay theo bản năng ôm đầu, mình sao nói ra hết vậy. Hồng Trường Thanh sao biết được Trương Đại Quan Nhân dùng thuật nhiếp hồn với cô ta, dưới tình huống Hồng Trường Thanh mất thần trí, khiến cô ta nói rành mạch chân tướng câu chuyện. Trương Đại Quan như không hỏi tiếp nữa, chỉ cần chứng minh mình trong sạch vậy là đủ rồi, người nhà Hồng Trường Thanh có thể nói là cực phẩm, không ngờ không tiếc hy sinh thanh danh của Hồng Thi Kiều để hãm hại mình, cũng may mình còn có biện pháp khiến cô ta nói ra sự thật. Mặt hứa xong kỳ âm trầm đáng sợ, y hừ lạnh một tiếng, căm tức nói với Hồng Trường Thanh, đồng chí Hồng Trường Thanh, chị quá đáng quá, không ngờ lại dùng phương pháp xấu xa như vậy để bẫy bí thư trương, nhất định phải truy cứu trách nhiệm của chị. Phó bí thư huyện ủy lưu kiến thiết phụ họa, chuyện này không thể cứ vậy là xong được, nhất định phải báo cáo với thượng cấp. Hồng Trường Thanh hoàn toàn choáng váng rồi, cô ta không biết mình vừa rồi ăn phải thuốc gì, tự dưng kể ra hết kế hoạch kín kẽ của mình, cô ta không thể ngẩng đầu lên trong nghị luận của người chung quanh, chỉ cúi đầu xoay người bỏ chạy. Biết được chân tướng của sự việc, cả đám người xem đều xấu hổ, vốn mang tâm tư tới cười chế Trương Dương, nhưng không ngờ lại chính mắt chứng kiến hắn vô tội. Rất nhiều người xám xịt lần đi, nhưng loại người như Hứa Song Kỳ và Lưu Kiến Thiết thì không thể cứ vậy mà đi được. Hứa Song Kỳ đi tới trước mặt Trương Dương, nói, Bí Thư Trương, anh yên tâm, Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ, cũng sẽ nghiêm túc xử lý hành vi của Hồng Trường Thanh." Trương đại quan nhân cười nói thôi, chuyện này mọi người biết rõ là được rồi, tôi không định truy cứu, các anh cũng không cần nói ra ngoài, Hồng Thi Kiều dù sao cũng là con gái chưa chồng, có thể là bị người hữu tâm lợi dụng. Biểu hiện của đồng chí Hồng Trường Thanh trước giờ không tồi, có thể là vì vấn đề công tác, tôi suy nghĩ không chu toàn, cho nên mới khiến cô ta có tình tự oán hận như vậy." lưu kiến thiết tức giận bất bình nói nhưng loại hành vi này của cô ta thật sự là quá đáng nếu không xử lý nghiêm túc về sau không biết sẽ có bao nhiêu người dám làm như vậy nữa hắn nói với hứa song kỳ huyện trưởng hứa anh thấy có đúng không hứa song kỳ gật đầu theo cũng không phải là họ muốn giúp trương dương mà là muốn xóa hiểm nghi bọn họ tới là để cười trên nỗi đau khổ của người khác trương đại quan nhân cười lạnh nói đồng chí kiến thiết cho rằng tôi dễ bị khi dễ vậy ư Lưu Kiến thiết bị hắn hỏi cho ngây ra, vội vàng lắc đầu, tôi không có ý này, tôi thực sự không có ý này. Trương Dương nói, cố gắng khoan dung độ lượng, ai dám cam đoan mình cửa đời sẽ không phạm sai lầm. Chuyện này mọi người cứ coi như là chưa từng xảy ra, bỏ đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1525.